lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chân tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học về định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Chữ thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng vượt dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Thầy, giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ tay mặt chư tôn nước tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức, ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Bình kính ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy, giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Kha, giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị chuẩn bị những câu hỏi chết chát hoặc đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Kha, giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê ri mi na yan cha ka yang su tan cha bang thang a phi tham ma cham mang a cơ ta dành tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bơ tha nay dê bà đi xa và mạch chê phạm thiên vẫn nhậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đã mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi
chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Điệu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử thanh thanh ạ. Nam mô Bích Tha Giá và con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bích Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Nguyện Giả Kính Thưa Chư Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ Đồng Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, con nghe âm thanh của ngài rất là tốt. Dạ, đạo tràng có nghe, con thấy đạo tràng cũng cho tín hiệu âm thanh của ngài rất là tốt rồi. Dạ. Mến chào Nguyên Trang. Nguyên Trang ơi, chuẩn bị tinh thần để làm thị giả cho ngài nha. Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời quý vị ở trong đạo tràng. Dạ, nhất là mấy huynh nha, đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để có thể đặt những câu hỏi mở hàng. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh coi, nãy giờ Nhật Quỳnh không có nhìn được trong màn hình, coi có huynh nào mạnh dạng như chị rồi không? Dạ, có huynh Chánh Tâm nè. Dạ, có huynh Chánh Tâm nè, huynh Mỹ nè. Dạ, kính mời bàn tay quý vị à, mở hàng đi, để cho sâm tụ đi, giống như tuần rồi. Ông Bích Tha Giá, dạ, bàn tay quý huynh nó mất tiêu hết trơn rồi. Đưa tay mạnh dạn lên. Ô, Hà Mở Hà Nga Sa Thủ Lành Thai, dạ, kính mời Hà. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính đảnh lễ Ngài Điệu Tâm và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cũng xin được mở hàng tại không thấy mấy sư, mấy cái huynh lên nữa thì con lên trước. Dạ, thưa Ngài, con học ngũ uẩn á, thưa ngài, con thấy trong kinh có ví dụ sắc uẩn như là bọt nước, còn dạ xin ngài đợi con chút. Con thấy ví dụ sắc uẩn giống như là bọt nước, mà thọ uẩn thì giống bong bóng nước, tưởng uẩn thì giống như sao đớm khi trời nắng, hành uẩn thì giống như là lỗi cây chuối, và thức uẩn thì như người diễn kịch. Những cái ví dụ này đó, thưa ngài, con đọc nhưng mà cũng không có hiểu sâu á, thành ra con kính xin ngài giảng dạy rõ hơn cho con có thể hiểu hơn ạ. Dạ, con kính cho ngài và con xin cho mít lại. Nam mô Bích Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật ra đó thì tùy theo cái chỗ người ta thí dụ, người ta đang giảng cái gì thì người ta thí dụ thì mình dựa theo đó mới hiểu được. Chứ còn nếu đọc hơi khơi chúng tôi không biết họ thí dụ chỗ nào. Tuy nhiên cái chữ khảnh, khảnh thá đó, mình dịch là ngũ uẩn, nó có ba cái nghĩa khác nhau tùy theo chỗ sử dụng. Nghĩa thứ nhất á, chữ khảnh có nghĩa là bên nhóm, hoặc là bên là một nhóm, hoặc là một tập hợp, nhóm hàng tập hợp. Bali là ra sát thể ná cảnh thô. Thì cái bên là từng nhóm, từng tập hợp, từng cái đó, thì mỗi một thứ về nó sẽ có 11 chuyện để nói đó. Nhất là hiện tại, quá khứ, tương lai, bên trong, bên ngoài là nhóm thứ hai, xa ở gần, thứ ba, nghĩa là vị tế hoặc là thô thiển, về nó là kia vậy đó, thì nó có 11 cái đó, thì nó mới được gọi là quẩn, tổng cộng là 11 cái vậy đó, thì gọi là quẩn. Thì cho bốn cái còn lại cũng vậy, thọ tưởng hành thức đều có 11 cái trạng thái đó.
Chỉ có Niết Bàn thì nó không nằm trong 14 cái trạng thái đó. Thành ra Niết Bàn thì phi quẩn, là không gọi là quẩn được là như vậy. Cái thứ hai, cái nghĩa thứ hai, cái chữ khánh thá đó. Khánh thá có nghĩa là để coi cái chữ nó là gì. Cái chữ nó là gì? Chúng tôi sốn nhá ca ra ca răng tha rê tì tì khánh tha. Nghĩa là cái bất cứ một cái pháp nào mà nó không, nghĩa là nó đứng ngoài cái tôi ta rồi này kim sùng đó, thì cái đó được gọi là quẩn, tức là thường thường mình nói là vô ngã đó. Thành ra nó coi như thì thành ra mỗi cái là tùy theo chỗ, thành ra mình mới có thể là mình diễn tả được theo cái thí dụ giống như hỏi vậy đó. Chứ còn nếu hỏi mà mình không biết mình phải diễn tả ở chỗ nào thì nhiều khi mình giải thích thì nó cũng không có được chính xác. Còn cái thứ ba đó là à nê cả túc khể hị khánh thá chanh tị khánh thô. Đó là cái nghĩa thứ ba, có nghĩa là cái pháp nào mà nó bị sanh già đau chết rồi thì kim sùng thì cái pháp đó cũng được gọi là quẩn. Thì trong quẩn nó có ba cái nghĩa như vậy đó. Thì trong ba nghĩa tùy theo cái chỗ mà người ta thí dụ. Thành ra muốn biết cái chỗ thí dụ như cái câu hỏi đó thì mới biết nó nằm chỗ nào, thì nó mới biết tại sao thí dụ nó là bọt nước, họ thí dụ là gì đó. Chứ còn nếu mà không biết thì mình không có thể nói được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ ngài. Dạ Hà ơi, còn câu hỏi không? Hà có vừa ý với câu hỏi câu trả lời ngài chưa? Rồi mời bàn tay tiếp tục nha. Dạ thưa ngài, nếu vậy thì ngài có thể cho tụi con hiểu về cái năm uẩn, cái hàm tận yếu hiệp được không ăn thưa ngài? Và cái ví dụ đó có được không ạ? Hay là ngài có thể giải thích một trong ba cái uẩn mà hồi nãy ngài nói, ba ý nghĩa đó? Dạ con xin cảm biết lại. Thật sự ra đó, ví dụ như cái bài pháp đó nói tới cái gì, còn cái hàm tận yếu hiệp tức là nói chung về những cái danh sách đó, thì danh sách nó có thể là ngũ uẩn, có thể là 12 xứ, có thể là 18 giới hay đó. Thì cái đó thì không thể thí dụ được, không thể gọi là thí dụ được, mà giải thích theo nhóm của nó. Đây, theo nhóm nó nằm trong nhóm nào thì trong cái chương 7 nó có nhiều loại khác nhau đó. Tâm tâm sở sắc, ví dụ nó nằm ở trong cái loại nào, nó có tất cả 7-8 nhóm vậy đó. Thì cái nhóm đó là người ta chỉ tổng kết những cái điều mà liên quan tới tâm tâm sở sắc mà được chia ra mà thôi. Còn bây giờ đó, cái thí dụ là khi nào người ta nói tới cái chuyện đó thì người ta dùng cái thí dụ để làm phương tiện để diễn tả cái đó. Thì cái lúc đó mình mới dựa vào cái mà người ta dùng làm phương tiện đó, thì mình mới có thể giải thích được nó là cái gì, tại sao người ta thí dụ cái đó mà không là thí dụ cái khác đó. Thí dụ tại sao gọi là quẩn là cái pháp được sanh già đau chết, mà tại sao chỗ khác tới nơi quẩn là những tập hợp hoặc là những cái nhóm mà dính với nhau, thấy không? Thì mình phải giải thích đi được tùy theo chỗ như vậy đó. Còn chứ không ví dụ trong hàm tận yếu hiệp người ta liệt kê từ đầu tới đuôi trong bốn cái thực tính pháp đó, tâm tâm sở sắc giới hoàng đó, ví dụ chia theo quẩn thì được cái gì cái gì, chia theo giới được cái gì gì, chia theo xứ được cái gì hoặc là chia theo tứ đế được cái gì, thì cái đó là mình học, chỉ giống như là mình
mình dùng cái những cái pháp mà liên hệ tới cái điều mình thấy trong đó để mình diễn tả nó vậy thôi, chứ không phải là mình nói là cái đó là thí dụ được. Cái thí dụ là khi nào đề cập tới cái đó đó, cái điều đó đó, thì mà muốn diễn tả để mình thấy trong đó nó vẫn là ngũ uẩn thì nó mới thí dụ như vậy được. Chứ còn nếu hay không mà mình nói trong hàm tận hữu hiệp thì cũng giống như con liệt kê cái danh sách của những cái tâm đó thôi, tâm sở đó thôi, chứ đâu có gì đâu. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Thanh Ni, kính chào Đạo Tràng. Dạ Nguyên Trang thấy bàn tay của anh Chánh Tâm, Nguyên Trang xin gửi mic lại cho anh ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông và con xin kính chào Đạo Tràng. Thưa Ngài, con có một cái vấn đề hỏi về đoạn kiến. Tại vì trong gia đình con cũng như người vợ, người cha, người mẹ mà họ cứ nghĩ là chết rồi là hết. Con thì con hiểu về Phật Pháp thì con cũng muốn giúp đỡ người thân của mình. Tại vì con biết mà những người mà con muốn cải cách tri kiến của họ, tại vì con sợ nếu mà những người thân của mình mất đi đó mà họ cứ có nghĩ về cái đoạn kiến là chết là hết thì họ sẽ sanh vào những cảnh khổ. Và như thế nào con có thể cải cách giúp họ cái tri kiến đó để họ không còn nghĩ đó, về cái đoạn kiến đó, để con giúp đỡ người thân của con. Và con biết là trong những room này cũng có nhiều bạn cũng giống tình trạng như con, nhiều lúc những người thân mà họ nghĩ là chết là hết thì mình cũng cái đó là họ không biết, mình muốn giúp họ. Xin Ngài có thể giúp cho con để con giúp đỡ người thân của con này. Rồi con xin cảm ơn Ngài. Nam mô Bích Thầy gia, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Mình ở dưới đất, mình ở gần cái chùa Nguyên Thủy nào, chùa Nguyên Thủy có thể là chùa Miến Điện, chùa Thái Lan đều được hết đó. Dẫn những cái người đó tới đó rồi mình gọi chuyện với các vị sư thì khi người ta giải thích như vậy nó dễ dàng hơn. Chứ còn bây giờ nó thật sự ra những người đó là người thân người này là của mình á, thì chắc chắn là họ coi mình giống như họ, quần thể họ, làm cho họ nghe lời mình được, nhớ chuyện đó. Phải tìm cái người mà họ sẵn sàng để họ nghe, mà thường sẵn sàng để nghe nhất là ông sư ở chùa hay là bất cứ cái nhóm nào của mấy ông sư đang học thì mình vô đó, mình dẫn họ vô đó để họ ngồi họ thính pháp hoặc thảo luận về Phật pháp thì mai ra mà có thể giúp được thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ nó thật sự ra đó, bây giờ anh có giỏi cái mấy bây giờ đó mà đối với người trong nhà anh vẫn là như họ thưa, mà còn khi tiêu tăng tệ họ nó thì khó lắm ha. Chứ không phải là dễ như mình tưởng, bởi vì con người mà khi có tà kiến rồi thì chắc chắn một cái điều là không phải nghe người khác dễ, ngoại trừ cái người đó được họ kính trọng hoặc là họ thấy cái người này có cái gì mà cần phải học hỏi ở người đó thì mai đó họ nghe được. Chứ ở đây còn chứ đây là mình đừng có nghĩ là mình đi học xong cái mình về mình giải thích cho nghe, dầu là anh có hiểu ngay cả anh chứng thánh đi nữa anh nói chưa chắc họ nghe. Mình nhớ chuyện đó, thành ra không nên mà mình làm để cho người ta thất vọng nữa, là tới chừng đó là người ta đi nữa thôi không là phiền á. Tìm ở gần nơi đó có cái chùa hay là cái trung tâm mà của Phật giáo đó, có thể không phải là cái chùa Trường Thiền cũng được, cô Thái, cô Miên, cô Lào gì cũng được, nghe cô Hệ Nguyên Thủy đó, thì dẫn họ tới để có dịp để nói tới luôn, hoặc là mình thấy vị sư nào nói tiếng Anh dễ nghe mà có thể thông cảm được rồi mình xin nhà anh trước, thì ngày đó mình vô mình gọi thiện thì họ sẽ giải thích cho đời, thì cái người nghe họ chắc chắn họ lãnh nổi nhiều hơn. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính chào Đạo Tràng. Dạ con đã thấy huynh Chánh Tâm, dạ con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con thấy bàn tay của anh Mỹ. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho anh Mỹ ạ.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đến lễ sư quý sư và con kính đến kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa ngài, con có câu hỏi về tâm tham. Khi mà tâm tham nó thô thiển thì dễ nhận thấy, dễ nhìn nó, dễ biết nó. Nhưng mà khi tâm tham nó vi tế đó ngài thì nó khó nhận diện được nó. Ví dụ như sáng sớm khi con thức dậy ở lúc còn nằm trên giường, khi con thức dậy thì con nhận thấy cái thân thọ lạc, và khi con nhìn cái tâm á, thì không có thấy cái sự tham của nó. Nhưng khi mà con tác ý đứng dậy ra giường đó, thì lúc đó mới nhìn thấy được cái vùng dậy của nó, cái sự thèm muốn của nó còn nằm lại, sự thèm muốn của nó muốn nằm lại trên giường, thì lúc đó con biết đó là tâm tham. Vậy xin hỏi ngài cho chúng con biết cần học và hành như thế nào để mà nhận diện ra được cái tâm tham vi tế đó ngài, hay là cho con cái biết chúng con biết cái quý bí quyết như thế nào để mà nhận diện ra những cái tâm tham vi tế đó được được lợi cho được lợi ích hơn nhỉ? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả kính bạch Chư Tôn Hiền Giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình không có khả năng để nhận dạng cái nói gì tới ngày cái thù thiện cũng không có nhận dạng được. Nó nhớ tầm tham khi nó phát sinh nó có 8 chỗ để nó đứng. 8 chỗ, nếu gì nào học gì pháp biết có 8 chỗ đó. Đó. Tức là tầm tham học tà và tầm tham ly trà. Học trà nó có 4 rồi thọ hỷ, vô trợ hữu trợ, thọ xã vô trợ hữu trợ. Và tầm tham ly tà cũng có 4. Thọ hỷ học thà vô hỗ trợ vô trợ và thọ xã vô trợ hỗ trợ, thì cái đó thứ nhất là mình phải học về tâm sở, nói chung là học về tâm sở sắc, tức là nó có khoảng chính thức thì khoảng 70 loại, nhưng mà có 10 cái loại phụ ta kể vô thành là 80 loại. 80 cái pháp như vậy đó, mình phải tìm hiểu nhân gần nhân xa, cái trạng thái nó phát sinh như thế nào, ta gọi là trả tụ lắc hạ đó. Nó có 4 cái chuyện để nhìn cái pháp, biết cái pháp đó là pháp nào. Khi mình nhìn như vậy rồi đó, mình biết. Nhưng mà cũng chưa chắc chắn bằng những cái pháp đi theo nó nữa. Ví dụ như cái pháp chánh thì mình cũng phải học có 4 cái trạng thái đó. Cái điều nhân gần của cái đó, ví dụ bị tị thì nó phải đi với tâm tham mà cơ có 4 chỗ. Thì cho đó nếu mình nhìn tâm tham ra thì mình nhìn cái pháp khác đi, như bị tị. Hay mình nhìn thêm cái pháp khác nữa là tà kiến, hay mình nhìn thêm pháp khác là ngã mạn, để mình xem cái lắc hạ nạ của nó như thế nào thì mình biết tâm tham đó nó nằm chỗ nào trong 8 loại đó. Mình nhìn riết cho nó quen rồi đó, thì khi nó phát sanh mình dựa vào những cái technique mà mình áp dụng đó, thì mình sẽ biết nó là loại nào, nằm ở đâu. Vì thế mà khi mà nó phát sanh như vậy đó, quý vị nên nhớ những cái tâm nó phát sanh thì nó lôi theo dấu tâm sở nương một trên một số sắc, mà khi nó phát sanh như vậy đó nó có nhiều chuyện lắm chứ không phải là dễ, nó có nhiều chuyện như lắm. Thành ra nó ví dụ một cái tâm mà cái người mà học mà cho để cho hiểu đó thì phải biết khi cái tâm nó phát sanh nó nương vào đâu để nó phát sanh, nó có đối tượng là đối tượng gì, nó phát sanh kè chúng sanh đó là ai, người đời bàn sanh cái gì đó, nghĩa là nói rằng chúng sanh là ai, đang ở cõi nào. Nó mới như chuyện chứ không phải dễ, nhưng mình tưởng cái chuyện mà tâm quán niệm xứ đó là cả một sự học hỏi rất là lâu dài mới có thể làm được cái đó. Thì bây giờ coi quan trọng nhất là mình vô mình nghiên cứu 80 thực tính pháp liên quan tới tâm tham sở sắc, nó phát sanh nó có trạng thái như thế nào, nó phát sanh để nhiệm vụ nó làm gì, cái nhân gần của nó là như thế nào nào đó, nó có 4 chuyện để nói cho mỗi cái tâm như vậy. Thì khi mình học mình thấy những cái đó rồi thì mình có thể biết cái đó là cái gì liền. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính tạ lễ quý ngài và kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy anh Mỹ đã dạ kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn anh Mỹ đã đặt câu hỏi ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ.
Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Chiếc lá mùa xuân có câu hỏi không nè? Mời chiếc lá mùa xuân nha, có trước máy không? Hồi nãy có, hồi nãy nói có câu hỏi đó. Không biết chiếc lá mùa xuân có nghe. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Rồi, Nguyên Trang mời chiếc lá mùa xuân ha. Rồi, Nguyên Trang xin xuống mít ạ. Dạ con kính chào ngài Liễu Tông, con kính chào ngài Chí Đức, sư Pháp Thanh và con xin lỗi sư Pháp Trang và đạo tràng. Con có một câu hỏi là khi mà người ta làm thí nghiệm, người ta dùng những cái con vật để làm thí nghiệm bào chế thuốc á, thì khi mà người ta thí nghiệm như vậy thì cái con đó nó chết hoặc là nó mang bệnh rồi, nó chết rồi á, thì cái chết đó thì cái người mà làm thí nghiệm bào chế thuốc trên cái con đó đó, cái người đó có bị phạm giới không vậy sư? Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, vẫn phạm giới như thường nếu đủ chi, nhưng mà những cái người mà ta có mộng lớn á, ta coi chuyện là chuyện nhỏ. Bởi vì ta có thể ta phạm giới gì giết một con vật rất nhỏ như vậy, nhưng mà ít nhất người ta cứu được hàng triệu người. Nó có thể tùy theo sự lựa chọn của mình. Mình nếu mà mình có tâm của Bồ Tát Quảng Đại, mình không muốn đụng tới bất cứ chúng sanh hết, thì mình cứ lo tu đi. Còn ai chết mà ai tới chân mình bị con quay đất, anh đi dính vô mình chết cũng đáng chịu. Không có đau thừa, con không có sân hận gì nữa. Anh nhớ chuyện đó. Là tùy theo cái ước mộng đó, là vừa có nơi nhân người ta nghĩ tới cái chuyện lớn, còn có những người ta trẻ nhỏ. Có một cái nhà mà học giả của thầy Phương đó, ông khi ông chết ông ấy tuyên bố à, thôi con nhỏ tôi muốn học để tôi cải tổ cả cái thế giới rộng rãi này tốt lành để tôi muốn. Nhưng mà ông tới trận khi trung niên tôi nghĩ cái đó là sai lầm. Mình nên cải tạo những cái người, làm những người xung quanh mình có được những cái điều tốt lành như mà các bậc cao nhân đã dạy. Nhưng khi ông gần hết hơi thở thì ông nói những điều đó đều sai lầm. Đúng ra tôi chỉ nên làm sao cho tôi được hoàn hảo mà thôi. Nam mô Bổn Thầy Gia. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy chiếc lá mùa xuân xa thú ạ. Hồi nãy Nguyên Trang có thấy bàn tay của anh Mỹ. Dạ Nguyên Trang kính mời anh Mỹ lại nha. Không biết anh Mỹ có câu hỏi không ạ? Dạ nếu anh Mỹ không có trước máy thì Nguyên Trang kính mời anh Quang Indy có câu hỏi ạ. Dạ kính mời bàn tay của anh Quang nha. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Nguyên Trang đã thấy bàn tay của Hà. Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Hà nha. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia, nam mô Thầm Mà Gia, nam mô Sằng Khà Gia. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, con đọc trong kinh Đại Niệm Xứ thì có nói về cái phần nếu mà một người ái nhiều trí chậm thì là nên hợp với thân quán niệm xứ, mà ái nhiều mà trí nhanh thì hợp thọ quán niệm xứ. Tà kiến nhiều trí chậm thì tâm quán niệm xứ, tà kiến nhiều mà trí nhanh thì pháp quán niệm xứ. Thì con xin ngài có thể giải thích lý do tại sao
trong kinh nói như vậy thôi mà. Và con kính tri ân ngài, con xin giao mic lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn ngài, dạ kính thưa chư quý vị. Thì thường thường á, người ta đưa ra một số cái điều kiện để cho cái người đó bắt đầu thực tập đó, có thể quan sát cho nó đúng đối tượng để làm cho cái tâm nó dễ nghĩa an tịnh. Nhưng mà đừng bao giờ đặt nặng lên cái đó, bởi vì cái đó mình phải cần ông thầy. Tại sao phải cần ông thầy? Tại vì cái cá tánh đó, đối với thiền chỉ cá tánh có 6, nhưng không phải là cái người đó chỉ có 6 mà thôi. Nó thay đổi theo một số cái điều kiện, cái nhân duyên của cái bản thân người đó. Bữa nay có thể cá tánh họ là tham, nhưng một ngày nữa đó vì lý do thời tiết, lý do vật thực kỳ trong đó, cá tính họ có thể đổi thành tâm sân không chừng. Đó, thành ra tại sao mỗi lần hành thiền người ta phải cho trình pháp là vậy đó. Khi mà trình pháp thì nó biểu hiện một số cái điều kiện để cái vị thiền sư đó nhận dạng là biết cái gì này đó đang ở chỗ nào. Dù rằng ngày đầu tiên vô nói ngon lành ngày cho bữa nay ở chỗ nào thì nó khác nhau cho mỗi gần. Thì thiền minh sát cũng vậy, thiền sát nó có 4 loại cá tính. Đó. Hello quý vị còn nghe không? Hello. Này, sao cô Hà nói hết nghe quý vị còn nghe không? Đó. Thì họ nói có 4 loại cá tính cho thiền minh sát. Thì khởi đầu á, người nào biết chắc chắn mình loại nào đó thì mình có thể hành một trong 4 cái điều kiện đó. Nhưng quý vị nên nhớ thiền tứ niệm xứ không phải là mình hành cả đời, mình hành chỉ tâm quán niệm xứ không mà thôi. Bốn một đối tượng phát sanh mình có thể quán cả bốn cái trường hợp đó, tức là thân quán niệm xứ thọ quán xứ tâm quán xứ thì thân tâm quán niệm xứ pháp quán niệm xứ. Thì mình dựa vào đó, thì nếu mà cái của mình nó thay đổi thì mình cũng thay đổi những cái pháp quán theo, chứ không phải mới vô đầu là mình có thể hành được cái thân quán niệm xứ rồi cái mình cứ làm tới đó từ đầu tới đuôi thì cái đó không bao giờ có sự tiến bộ cả. Bởi vì một hai ngày sau mình có thể cái cá tánh nó khác, hoặc là mình hành thời gian sau đó cái sự tuần tục của mình nó đưa tới cái trí tuệ phát sanh. Mới đầu thì thường mình chỉ có niệm thôi, sau trí tuệ nó phát sanh. Thì để phát sanh mình có thể mình tiếp cái đối tượng mình qua ông Phật pháp quán niệm xứ cũng được, chứ không ai cấm cả. Đó. Ví dụ hơi thở thì nó có 5 chuyện. Dùng hơi thở để hành thiền chỉ cũng được, dùng hơi thở để hành thân quán niệm xứ cũng được, dùng hơi thở để hành thiền thọ quán niệm xứ cũng được, dùng hơi thở để hành tâm quán niệm xứ cũng được, dùng hơi thở để hành pháp quán niệm xứ cũng được, đều được cả, chứ không phải là một cái loại niệm xứ không mà thôi. Không nên hiểu gì, hay hiểu một chuyện có thể quán cả bốn năm cái điều kiện như vậy. Thành ra mình đọc để mình hiểu vậy đó. Nhưng mà khi mà hạ thủ công phu đó, nên nhớ phải có ông thầy thiền sư thứ thiệt, để ông biết, ông điều chỉnh cho mình. Chứ còn nếu không, không khéo là mình, họ mới vô mình là hành giả, họ lê, họ trần, họ lý cho mình, tay chừng ra khỏi trường thiền, mình thành hành giả, họ tôn là mệt lắm. Chữa cái đó, cái là cho nó tỉnh lại là mệt lắm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Hà sa thú ngài ạ. Dạ sau đây Nguyên Trang, dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay của anh Mỹ ạ. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài. Dạ kính hỏi ngài về cái thọ sinh học, về cái thọ tam quy và ngũ giới đó, thì trong cái cuốn sách có đề là con xin văn giữ về điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, thì cái thắc mắc của con là trong đây dùng chữ là cố ý tránh xa mà không dùng chữ là đừng có nên làm, hoặc là không nên làm, hoặc là không được làm. Vậy xin hỏi ngài, cái chữ cố ý tránh xa nó có nghĩa sâu xa gì hơn không? Và cho hành giả khi đang thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ
xin con xin xuống mic ạ. Cảm ơn ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình xin giới mà xin là con xin phân giữ được học là không sát sanh, không thể được. Bởi vì không sát sanh nó là cái quả, cho nên là cái nhân. Thành ra khi mình xin mình phải xin là mình xin cái nhân chứ làm sao mình xin cái quả được. Thành ra con xin vân giữ hay là cố ý gì đó, điều học là cố ý tránh sát sanh. Thì cố ý đây có nghĩa là tác ý đó, tức là tư đó, tư chê tà na đó, tiêu tư tâm sở. Chữ tư nó đi với chữ quý đó, tư là nghĩa là có tác ý rồi tránh xa cái chuyện đó, là nhớ chuyện đó. Mình mới xin cái nhân đó, mình thì xin để xin không làm việc đó, nghĩa là con xin được điều kiện là con sẽ không làm việc đó. Chứ còn nói giờ con xin điều kiện là con không làm việc đó thì ông sư nào dám cho cái gì đó, bởi vì cái đó là cái quả mà sao cho được. Trong Bali nó có 12 cách, mình nói văn phạm nó có 12 cách chính và 40 mấy cách phụ rồi. Ở đây chúng tôi thường thí dụ đó là mình nói, nhiều khi mình nói riết nó quen, nhưng mà mình sai mình cũng biết. Thứ nhất là mình nói tới cái quả, mình muốn hiểu cái nhân. Thí dụ huynh vừa hỏi đó, đi làm về không biết có bà xã chưa, kêu bà xã ơi nấu cơm, nhưng bà đâu có lấy cơm nấu đâu, đúng không? Bà đâu có lấy cơm nấu đâu, mà phải lấy gạo để nấu. Thành ra mình muốn nói tới cái quả, mình người ta phải hiểu cái nhân. Hiểu cái nhân là sao? Là mình muốn cơm thì người ta phải lấy gạo ta nấu mới thành cơm. Chứ nếu cái người đó ta thật tình ta đem cơm ta nấu nó thành cháo hay thành cái gì làm sao là nhà có dĩa bay liền. Đó. Thành ra mình nói cái quả, mình muốn người ta hiểu cái nhân. Thì cái trường hợp mình xin giới về, mình xin mà mình muốn thể cái nhân thì mình phải nói cái nhân, để cho nó sáng, nó sáng cái mặt dần nó sáng ra. Hoặc cách thứ hai, mình nói một bên, bên trái mình muốn ta hiểu bên phải. Đó. Chủ quên mời ông sư tới về nhà, dọn cơm, dọn đồ lên là mời ngài dùng cơm. Nếu ông sư mà ông thật tình ông dùng cơm không đồ ăn để chú nhạn à, tức là nói bên thì người ta muốn hiểu cái bên cạnh đó, tức là dùng cơm với tất cả những cái món ăn này đây, thì hết rồi, con dọn lên hết à. Nhưng mà không lẽ mình nói mình kêu là mời quý sư dùng cơm nước mắm canh không xong á, thấy không? Anh ấy chưa có mấy loại sư dùng cơm. Thì ông sư chắc chắn là ông sư phải đủ thông minh để ông lấy đồ ăn ông ăn luôn, chứ nếu ông mà không có thông minh cái nó mời mình dùng cơm mấy kia nó rễ năng nghe, thấy không? Đó, mời một bên nữa, một bên đó. Nhiều khi mà nói tới cái nhân mình muốn hiểu quả, nói tới quả hiểu nhân, đó là cái cách hành văn trong Bali mình hiểu đó. Chứ còn thường thường mình nói mà không đúng, nhiều khi mình nói tới cái quả mình không biết đó. Thì xin giới như vậy, nếu mà xin con xin nhân giữ điều học là không sát sanh là không được. Nhớ chuyện đó, thành ra phải nói con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thành ra khi mà mình xin giới là mình không phải là người có giới, chưa có giới. Bởi mình mới cố ý tránh xa, mà khi nào mình gặp cái chuyện đó mình tránh xa được á, lúc đó cái giới nó mới phát sanh. Thành ra đừng có nghĩ mình vô chùa mình xin thọ tam quy ngũ giới là mình là người có giới, không phải. Chưa, mới hứa với ông sư thôi. Nếu khi nào gặp chuyện đó con không làm, con sẽ không làm. Đó. Tới chừng đó đụng chuyện đó mình không làm thì cái giới mới phát sanh. Chứ còn bây giờ dù mà anh ở trong cái điện vừa xin con xin nhân giữ được là cuối ra sự sát sanh. Có con mũi nó bay theo anh, nó ra thấy anh này hồi xưa giờ không biết vô chánh điện xin thọ giữ giới rồi nữa ta, nó bại vô má, anh hung một cái, anh bọt một cái là con đó chết. Thì anh có để giữ được cái giới sát sanh không? Mà anh mới trồng, mà cái đó không phải anh mất một giới, mất hai giới. Tại sao mất hai giới? Tại trong chánh điện anh xin với ông sư là con xin con giữ được học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Mà anh bước ra khỏi này anh bóp nó, anh trên tức hai giới là giới gì? Thứ nhất giới sắc sanh, thứ hai là giới nói dối. Anh mới trình với ông sư là con xin một sự học của quý thánh xa sửa sanh, mà giờ anh sắc sanh anh đứt thêm giới nữa, thấy lộ vốn chưa? À, anh đã phải cẩn thận những cái điều đó, cẩn thận để biết mà xin là xin cái gì đó, rồi mà xin nó liên hệ tới những cái gì cái gì, thì lúc đó mình mới giữ giới, giữ được trong sạch chứ chưa chắc là giữ giữ được. Anh nhớ vậy đó, anh đã xin giới không có nghĩa là giữ giới, mà giữ giới chưa chắc đã là có giới. Mà nhớ chuyện đó để biết để sau này mình xin cái gì nó được hoàn hoàn hảo vô. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính lãnh lễ quý ngài, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy anh Mỹ đã xa thú ạ. Dạ, Nguyên Trang thấy bàn tay của Hà. Dạ, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Cà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Lưu Tông. Dạ, thưa Ngài, sẵn anh Mỹ, anh có hỏi về giới đó. Thưa Ngài, con thấy trong cái giới cuối cùng á, là con xin vân giữ đều học là cố ý tránh xa sự dễ vui. Mà con thấy cái chữ dễ vui, dễ ngươi á, thưa Ngài cũng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Nhưng mà con hiểu theo cái ý của con, nhưng mà không biết là để nó có nghĩa sâu xa hơn. Dạ con kính xin Ngài có thể giảng rộng hơn cho tụi con hiểu mà. Dạ con kính tri ân Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Diệu Tông. Dạ kính thưa chị quý vị, có thể dùng bất cứ chữ gì cũng được, dễ vui hay là dễ ngươi gì cũng được cả, nhưng mà phải nên hiểu là không nên thiếu niệm trong lúc đó. Sự thiếu niệm đưa tới uống rượu, sự thiếu niệm đưa tới sử dụng các chất xài, ăn hút sạch đồ này kim sụp. Hay là khi cái chỗ nào là không nên dễ vui hay là không nên dễ ngươi gì đó, nên nhớ cái chỗ đó là người ta nhắc nhở mình hay là Đức Phật nhắc nhở mình là không nên thiếu niệm, nghe thất niệm. Mà cái câu Đức Phật thường hay nhắc nhở hàng tư chúng á, thập tha thông ma thập tha sẵn khả ra nít cha thập ma đê ná sẵn ba đê thả đó, nghĩa là các hành này vô thường. Thành ra không nên dễ vui, tức là không nên thất niệm. Mà cái người mà khi Đức Phật kêu không nên thất niệm hay không nên dễ vui đó, thì cái người đó, đó Đức Phật nhắc nhở là nên hành thiền tứ niệm xứ. Hành tứ niệm xứ thì cái đó mới bỏ được, nó mới tròn hảo được cái niệm cái này cái nọ. Chứ còn nếu mình không có hành thiền tứ niệm xứ thì thường là mình thất niệm rất là thường. Mà khi thất niệm thì cái tâm mình được gọi là tâm quang vu rồi. Vô chùa đi ngồi lê đôi mắt rồi này kia là tâm quang vu hết, tức là đi nó xa rời chánh pháp. Thành ra cái đó là nên tránh xa. Thành ra chữ dễ vui thất niệm rồi nó cũng đã đồng một nghĩa đó. Nhưng mà mình có biết cách để mình giữ gìn cho người mình không có cái đó hay không? À, thì nếu mà cái giữ được niệm thì việc mà làm ác hay cái việc làm gì đó, nó ít xảy ra. Còn ai mà thất niệm là chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được cả. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Cà Giá. Dạ con xin hỏi Ngài về giữ giới nữa, thêm một câu hỏi nữa. Con thường thường con nghe chứ ngũ giới hoặc là tám giới hoặc là mười giới, nhưng mà dạo này con đâu có đờn ca sướng hát và cũng đâu có nghe đờn ca sướng hát, thành ra con xin luôn cái giới thứ sáu là không đờn ca sướng hát luôn. Và ngoài cái sự không nói dối thì con cũng xin luôn là nguyện là xin tránh xa sự nói lời thô độc, tránh xa nói lời hai chiều, hoặc là tránh xa nói lời vô ích. Vậy có được không Ngài? Dạ con kính tri ân Ngài.
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự nên nhớ ngũ giới đó, giữ đủ là cái giới khẩu có tới bốn chuyện chứ không phải không. Đó, nói lời đạo ác, nói lời dấu ích gì đó. Nói bốn chuyện chứ không một chuyện, quý vị nên nhớ cho nó bốn chuyện. Còn nếu quý vị mà giữ giới nó có ba bốn loại để giữ đó, chứ mà không. Thí dụ như tám giới mà tám giới ăn chiều được và tám giới không được ăn chiều khác nhau, nó có nhiều chuyện vậy. Thành ra quý vị phải học cho nó kỹ rồi trước khi mình xin giới, chứ không phải mình nói lúc nào mình nói cũng được, không phải đó. Tại vì mỗi giới nó đều có những cái chi, có những cái giới mà trong thí dụ trong ngũ giới đó thì nó không là một chuyện, mà cái giới nhiều khi nó bao gồm những chi khác đó. Thành ra thường thường đó là mình không học nhiều về những cái phương diện này, ra mình xin giới nhiều khi nó cũng không có chính xác. Ví dụ này, cũng ngũ giới không á, cái việc mà xin thọ trì nó cũng có hai cách: thọ trì chung và thọ trì riêng điều. Tại sao phải thọ trì riêng từng điều? Là tại vì mình buổi sáng mình thọ ngũ giới rồi, chút lát thì sao mình thấy cái mình có hư một cái giới nào thì xin lại cái giới đó thọ riêng nha. Chứ không phải là mỗi lần mình hư một giới mình xin lại cả năm giới, và mấy kia đâu không, không hư mình xin lại làm gì, thấy không? Mình cho cái đó phải nghiên cứu học cho kỹ, là học chi của giới. Ví dụ như giới sắc sanh á, nó có bao nhiêu chi thì phạm, mà nếu mà không có nhiều khi đó nó hư cái chi nào không phạm giới mà vẫn tạo nghiệp như thường, ví dụ vậy đó. Có nhiều khi tạo giới mà không đứt giới, để tạo nghiệp mà không đứt giới, nó nhiều chuyện lắm. Mình phải học cho nó rõ ràng để nó để rồi cho mình khi quyết định mình xin đó nó mới trong sạch được. Chứ còn nếu thông thường mình nói mình xin chung thì cái đó là nó thật sự ra mình muốn giữ cho nó trong sạch rất là khó, chứ không phải dễ đâu. Thành ra phải nghiên cứu gì giới đó. Giới nó có nhiều chuyện, 10 giới của người cư sĩ có thể giữ tới 10 giới được, chẳng phải không? Thập giới đó nên. Còn chứ không phải nấy hỏi thập giới của cư sĩ, thập giới sa di nó giống nhau khác nhau? Thật sự là nó giống nhau, nhưng mà sa di nó họ giữ tới 105 giới rồi, chứ không phải 10 giới như người ta hiểu. Còn nhớ sa di đó là 105 giới, còn sa di ni đó là 135 giới. Phải giữ nhiều chứ không giữ ít. Nó khác nhau thế nào cái đó là phải nghiên cứu nộp cho kỹ đó. Quý vị nếu mà quý vị nào ở Việt Nam á, quý vị có lên không, lên thiền viện Viên Không, thiền viện Viên Không ở Vũng Tàu đó, gặp ngài Pháp Thông là xin thêm cái quyển sư mới dịch của Nguyễn Điện nè, Nguyễn Thiện Định đó. Thì trong đó nói giới rất là rõ ràng, giới nó có bao nhiêu loại, sinh như thế nào, nói rất là rõ ràng. Đó, cái đó là để quý vị mà nếu mà cần mà có học đó thì nên lên đó để sinh, để cho biết cái cách sinh, giới có bao nhiêu loại, mình nên hành loại nào đó, nó đầy đủ tất cả, chứ không phải là ấy. Đó, người quyển đó. Đấy, còn nếu không thì phải coi trong cái chừng năm của Thắng Pháp Tạp Luận, mà Thắng Pháp Tạp Luận thì thường nó không có chi tiết. Hồi xưa chúng tôi học bên Thái đó, không học Thắng Pháp Tạp Luận, chỉ học cái dạng mà thôi. Còn cái bài mà cái quyển sách mà để giải thích cái Thắng Pháp Tạp Luận đó, nó có tên Pali tức là Abhithammatha Vipawani. Mà muốn học cho tới nơi tới chốn là phải học cái trong cái bản đó đó, cái bản mà giải thích cái Abhithammatha sẵn gà. Thường thường đó là mình học chú giải riêng mà không có khó nắm vững lắm. Ngay cái Thanh Tịnh Đạo cái gì đọc cái gì cũng không hiểu, là tại sao? Muốn đọc Thanh Tịnh Đạo hiểu là phải đọc cái quyển chú giải, cái quyển sơ giải giải thích Thanh Tịnh Đạo. Cái quyển mà giải thích Thanh Tịnh Đạo nó có hai quyển tất cả. Quyển thứ nhất gọi là Quý sự thí mắc khá đi ca,
Và cái thứ hai là Quy Sự Thi Mắt Khá Chu Lá Đi Ca. Nó có hai cái quyển giải thích. Mà thường thường đa số học của Thái ở Miến Điện này nó bắt học cái quyển giải thích Thân Tịnh Đạo quyển thứ nhất đó. Quyển thứ nhất gọi là Quy Sự Thi Mắt Khá Mà Đi Ca, nó có cái tên riêng của nó là Ba Ra Mắt Thả Mạnh Chu Xã. À, thì quý vị nếu có gì nào mà chúng tôi không biết có dịch ra tiếng Việt không, nhưng mà Thái Miến Điện có thể nó dịch, nhưng mà hồi chúng tôi học thì phải dò dẫm ông thầy ông dạy bằng tiếng Bali, rồi ông dạy tới đâu ông đọc Bali, rồi ông dạy đâu tới đâu học tới đó, chứ còn không có. Nhưng bây giờ nghe nói là có nhiều chỗ mà dịch ra, thì quý vị nếu có dịp thì mấy quyển đó học có giúp đỡ gì lắm. Nghe Thắng Pháp Tập Cái Luận vậy đó, muốn hiểu được Thắng Pháp Tập Luận mà trọn vẹn phải đọc cái quyển giải thích cái Thắng Pháp Tập Luận này, gọi là Quý Sự Thi Mắt Khá. Quý pha quá đi, quý pha quá đi. Nếu quý vị nào đang rảnh gặp mấy cái gì mà học về, về đó hỏi mấy cái quyển đó, họ có công mà giải thích cho quý vị nghe, quý vị sáng tỏ hơn nhiều. Chứ còn nếu mà học cái thường 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 vậy thì mình chỉ nắm được cái cơ căn bản thôi, chừng mà hiểu chưa chắc là hiểu nhiều. Nam Mô Bích Thầy ạ. Dạ, con đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức và Ngài Pháp Trang. Con xin kính chào Đạo Tràng. Con có một cái câu hỏi, con nghe quý vị Phật tử ở đây nói về giới thì cũng lật cái cuốn Kinh Nhật Tụng của Phật giáo Nguyên Thủy ra coi, của Sư Tăng Định soạn, thì thấy là hai cái giới của bên ngũ giới và Bát Quan Trai Giới, thì như cái giới thứ ba có cái sự khác biệt. Con thì con không có rành về Bali lắm, thành thử con xin Ngài là giảng giải thêm về cho cái sự khác biệt giữa cái giới thứ ba. Con không biết là đúng hay sai, chắc chắn là đúng, nhưng mà con không biết là cái câu thứ nhất với câu thứ hai cái khác biệt như thế nào, nhưng đều là cái giới thứ ba hết. Họ nói là tà dâm và thông dâm, thì con sẽ đánh lên trên màn hình để cho Ngài coi. Nam Mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra cái giới ngũ giới đó, ngũ giới, cái giới thứ ba của ngũ giới đó là tránh người khác, nhưng mà đối với vợ thì không sao. Nhưng mà cái giới thứ ba trong bát giới đó, bất cứ ai là người nữ đều tránh hết. Cái khác nhau chứ làm sao, không có giống nhau nha. Đó. Cái chữ ca mê sụ mít chả cha ra đó thì tránh người ngoài, nhưng mà vợ chồng thì không sao. Nhưng mà Abrahma Chariya đó, tất cả người nữ đều phải tránh, mà nữ phải tránh luôn giống người đó. Giờ phải tiên nữ phải tránh mà ma nữ phải tránh. 21 hạng người mà có người giữ gìn đó, là phải tránh. Còn ngũ giới thì chỉ tránh người ngoài thôi, mà nhớ chuyện đó thay, thì họ ngũ giới thì không sao, với vợ với chồng vợ thì không sao. Nhưng mà thành ra thường thường tại sao người ta thọ tám giới, người ta phải ở trong chùa là vậy đó. Nghĩa là tránh hết, tất cả người nữ đều tránh hết, không có sơ rớ được. Sơ rớ là coi chừng. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Huynh Quang đã đặt câu hỏi. Không biết Huynh còn câu hỏi, còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ, nếu mà Huynh còn thắc mắc thì có thể giơ tay lên hỏi tiếp với Ngài ạ. Dạ, sau đây con kính mời Đạo Tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài ạ. Bị té nữa. Dạ, rồi. Dạ, con kính mời Đạo Tràng. Dạ, rồi Nguyên Trang kính mời Chiếc Lá Mùa Xuân nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức và Sư Pháp Trang, và con kính chào Đạo Tràng.
Con có một cái câu hỏi liên quan tới hôn trầm Thụy Miên. Thì con muốn hỏi là tại sao mà phiền não thì lại dẫn đến hôn trầm Thụy Miên? Con xin Ngài giải thích rõ cho con hiểu cái này. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bất Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thừa Chư Quý Vị. Thì phiền não nó vô bây giờ nó cũng có chuyện chứ. Chứ làm sao không có chuyện được. Hai cái tâm sở đó nó làm cho tâm với tâm sở đó không có thể nhận dạng được cái đối tượng một cách rõ ràng. Vì vậy nó nhớ chuyện đó. Thành ra mình dịch theo đời là buồn ngủ. Và cái lúc đó có buồn ngủ gì đó. Nên nhớ. Có những cái chữ mà mình cái gì mình dịch theo cái kiểu đó đó. Bởi vì dựa vào cái lời giải thích trong quyển trong Thanh Tịnh Đạo hay là ấy của Thanh Tịnh Đạo thì nó mới chắc chắn, chứ còn nếu mà mình cứ dịch theo tiếng Việt của mình nó nguy hiểm lắm. Mình dịch theo tiếng Việt của mình nó là nhiều chuyện nguy hiểm chứ không phải chuyện dễ vậy. Bởi vì hai cái tâm sở gọi là thỉ ná với mít thá này nè. Thỉ ná là thỉ miên mà mít thá là hôn trầm. Trong sách định nghĩa đó, thỉ miên là gì? Là pháp làm giả dự và hạn chế tâm trong việc nhận biết đối tượng. Đó là không phải buồn ngủ gì đó. Rồi tâm sở hôn trầm là gì? Là pháp làm giả dự và hạn chế tâm sở trong việc nhận biết đối tượng. Nên nhớ chuyện đó. Nghĩa là nó làm cho cái tâm với tâm sở đó không có, nghĩa là nói theo đời là không sáng suốt để nhìn, để quan sát đối tượng một cách rõ ràng đó. Nghe không? Đó. Nhưng mà nếu mình dịch ra làm, nghĩa là ngủ rồi đó, thức ngủ á ha, hôn trầm là ngủ, buồn ngủ gì này kia xong đó, thì cái nhiều khi nó không có chính xác. Dịch là buồn ngủ này kia nó không có chính xác, bởi vì cái sự buồn ngủ này kia đó bậc chính bậc A Lán mà không còn tâm sở bất thiện nữa, họ bậc A Lán cũng buồn ngủ vậy, chứ ngài không buồn ngủ à, phải không? Đó. Nên cái khi mà buồn ngủ vậy đó, buồn ngủ là một trong 10 cái pháp của thân. Thân này là cái thân mình đây nè. Thân mình nó có 10 cái pháp. Nghĩa là nó gọi là pháp thường trực của một người. 10 cái pháp đó là Kaya Nukhata Thamma. Nó có 10 loại tất cả. Kaya Nukhata Thamma này chúng tôi không biết dịch ra gì, nhưng mà có 10 loại cả. Tức là lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, thức ngủ, già, bệnh và chết. Nó là 10 cái pháp. Nó thành ra thức ngủ mà là một trong 10 cái pháp của thân này. Đó là điều kiện tự nhiên của thân là nó phải ngủ thôi. Đó. Còn trong trường hợp đó mình đương hào hành thiền rồi, cái tâm mình nó giống như mệt mỏi trong việc quan sát đối tượng này kia, thì cái đó là thỉ ná mí thá, tức là hôn trầm và thỉ miên. Đó, thành nó phân biệt rõ ràng nha, hôn trầm thị miên. Mà hôn trầm á là cái pháp làm cho tâm sở, nghĩa là không có khả năng nhận quan sát đối tượng một cách rõ ràng. Còn thị miên là cái pháp nó làm cho tâm nó, thì hai cái đó nó làm cho cái tâm mình lúc đó đó, cái tâm mà quan sát đối tượng mà gọi thiền đó, nó giống như mệt mỏi vậy đó, nó không thể quan sát đối tượng như ấy được. Nhưng mà nếu nó quá cái mức đó mình mới gọi là buồn ngủ. Nhưng mà cái buồn ngủ đó, nếu mình nói là buồn ngủ là không đọc thiện viên, mà nói đó nhiều khi đó nó là một trong 10 cái pháp thường trực của tâm, thì bậc A-la-hán vẫn đâu còn không đọc thiện viên đâu, ngài vẫn buồn ngủ vậy. Nên để cái đó để chúng ta đừng có hiểu lầm. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ thưa ngài, vậy thì cái hôn trầm Thụy Miên theo ngài giải thích như vậy thì con hiểu là nó là chính là cái phiền não, nó là nguyên nhân đưa tới phiền não, tại vì mình nó ngăn cản cái sự quan sát đối tượng của tâm và tâm sở, thì nó chính là cái phiền não. Thì
chứ không phải là phiền não dẫn tới hôn trầm thủy miên. Con hiểu vậy hay con không biết đúng không? Xin Ngài chỉnh cho con. Nam mô Bất Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, chỉ riêng nó là phiền não, nó làm trở ngại cái việc mà cái tâm lúc đó nó không có khả năng để quan sát về, hoặc là nghĩa là quan sát cái đối tượng cho nó rõ ràng. Nhưng mà nếu mình nói nó giống như buồn ngủ được, chứ mình nói nó làm cho buồn ngủ được không được. Bởi vì nếu mà nó làm cho buồn ngủ thì giống như chúng tôi nói là nếu mà bậc A-la-hán đâu có hai cái tâm sở này đâu mà ngài cũng vẫn buồn ngủ vậy, phải không? Nó buồn ngủ là cái pháp thường trực của thân, nên nhớ chuyện đó. Buồn ngủ rồi kia đó, thức ngủ rồi kia đó là cái pháp thường trực của thân, chứ không phải là cái, không phải là cái pháp đó là nghĩa là phát sanh trực tiếp do phiền não. Nếu mà trực tiếp do phiền não thì phàm nhân thì mình nói cái đó ok, nhưng mà không phải phàm nhân thì chưa chắc. Nam mô Bất Thầy ạ. Nam mô Bất Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy chiếc lá mùa xuân sa thú, kính tri ân ngài ạ. Cảm ơn chiếc lá mùa xuân đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng. Nguyên Như có câu hỏi không? Nguyên Trang mời Nguyên Như. Con chưa thấy bàn tay của ai hết rồi. Kính mời đạo tràng nha. Dạ, Nguyên Trang kính mời chị Kim Nhung ha. Nguyên Trang xin xuống mic nè. Alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Vũ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Pháp Trang, con kính lễ các quý cô tu nữ cùng các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin ngài Liễu Tông hoan hỷ giải thích giúp con. Khi con đọc sách thì con thấy có chữ sắc ái và sắc mãn ý, thì con cũng chưa hiểu được cái câu này. Con thì con nghĩ sắc ái là nó có chữ tham ở trong đó, mà mãn ý cũng là chữ tham. Nhưng mà trong sách thì lại nói là mình phải phân biệt được sắc ái và sắc mãn ý. Thì con cũng chưa hiểu được ạ. Dạ, con xin ngài hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Dạ, con kính tri ân ngài. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bất Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, nếu hỏi cái đó thì thôi cho chúng tôi cũng không biết giải thích sao với sắc ái dịch từ thế nào, sắc mãn ý dịch từ thế nào. Chứ tiếng Việt của mình nó rộng rãi lắm mà nói vậy thôi, chứ mình không biết cái đó, cái ý nghĩa của những cái loại danh từ đó thì chúng tôi không có hiểu sâu xa cho lắm, mình ra không biết nó là chuyện gì. Khi nào mà gặp lại mấy cái chữ đó thì phải coi họ bàn tới vấn đề gì rồi cho chúng tôi biết, thì chúng tôi sẽ tra thử trong chú giải cho nó nói cái gì. Chứ còn hỏi sắc ái xong ý cái điều đó rất là phiền. Cái gì nên nhớ con thông cảm cho chúng tôi một điều, chúng tôi khi mà học những cái lớp như vậy là chúng tôi học trực tiếp từ tiếng Thái, chứ chúng tôi không học tiếng Việt. Thành ra có những chữ tiếng đầu tiếng Việt chúng hiểu không hiểu từ đâu ra. Nên nhiều khi chúng tôi phải đi tìm mấy cái ông mà rành tiếng Việt chữ Hán rồi này kia hỏi lại. Thành ra nó khổ lắm, mà nó có những cái chữ chúng tôi không rõ, nên chúng tôi không có dám đá động tới. Nam mô Bất Thầy ạ. Nam mô Bất Thầy ạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân câu trả lời của ngài. Và bây giờ Nguyên Như sẽ take over cái position của Nguyên Trang, từ Nguyên Trang bị bận rồi. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trong room có thể đặt câu hỏi, có thể chat trên màn ảnh để Nguyên Như có thể đọc cho quý vị, hoặc là quý vị có thể giơ tay để mà hỏi thẳng với ngài.
Dạ, Nguyên Như xin mời tất cả mọi người. Bây giờ thời gian khoảng còn một tiếng nữa hả chị vị? Con nghĩ hình như khoảng 7 giờ rưỡi giờ qua thành đốn là mình sẽ xong. Thành ra cũng còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi. Xin quý vị. Dạ, em xin mời chị Nhung. Sao cái phone em không thấy bàn tay của chị? Dạ, Nguyên Như xin mời chị ạ. Alo, dạ, đó là con thưa ngài là con đọc ở trong cái cuốn sách của ngài Tịnh Sự ạ, thì trong đó có câu là thế nào là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, rồi mình phải khi mình đối diện với cảnh thì mình phải phân biệt được, mình phải hiểu được đó là sắc ái và sắc mãn ý để mình không chấp vô cái cảnh đó, mình không dính vô cái cảnh đó, rồi thì con không hiểu cái chỗ đó, rồi mình không đình trụ rồi nơi đó thì con cũng không hiểu được đó, thưa ngài. Đó là trong cái cuốn sách của ngài Tịnh Sự đó thưa ngài. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Sách cũng là Tịnh Sự, ngài dịch cả cái bộ vì dịch pháp mà biết nó nằm ở đâu, chứ còn nếu không biết thì chúng tôi chịu. Ví dụ như trong bộ song đối bộ gì đó là phải biết. Thường thường mà nói tới đôi đôi là nhiều khi nằm ở trong bộ song đối. Bộ song đối quý vị biết nó có tới 10 quyển khác nhau. Mà đọc thì nhiều khi phải tra lại, chứ còn bởi vì có những cái chữ mà đọc rồi không biết cái gốc của nó. Quý vị nên nhớ ra mấy cái bản dịch mà cô Thái cùng Nguyễn Điện đã nghe là nó mở ngoặc cái để chữ gốc vô chữ Bali. Thành ra đọc dễ trà lắm. Còn Việt Nam nhiều khi ngay cả những cái bộ mà được đưa lên net, đưa lên Facebook còn này kia ông chồng hay là ấy đó, đọc nhiều khi đọc có những cái chữ rồi không có cái chữ gốc của nó là mình không biết nó là cái gì. Đó là chưa kể thì dịch nhiều cơ ông cán bộ ông dựa theo một số cái danh từ cái ông đổi còn chết nữa. Ví dụ như tuệ phản kháng này, chữ kháng đó, đó không có rê hay có rê gì đó là mấy ông muốn thêm gì không thêm cái đó mệt lắm. Thành ra phải biết cái chỗ đó, đó là chỗ nào. Bởi vì ngày mình sẽ có cái chục cái bộ đó, hầu như bộ di pháp mà dịch chắc cũng gần hết chứ chẳng phải không. Đều dịch Bali thôi chứ không có chú giải, là cần phải có những cái chữ Bali trong đó để biết cái chỗ đó là cái chỗ gì mới được. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ con xin thay mặt đạo tràng có thể tri ân ngài Lữ Tông đã trả lời câu hỏi cho chị Nhung, và chị Nhung đã post lên thưa ngài. Dạ con tìm hiểu thêm, con xin kính tri ân ngài. Dạ con có thấy câu hỏi của đạo hữu Phù Vân, ngoài 28 sắc pháp còn có xài sắc mạng ý. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Bởi vì chúng tôi nói rồi, xài cái chữ đó đồng đầu chứ còn nếu mà nói vậy không ai biết được đâu đó. Bởi vì có những cái chữ sắc đó, có lẽ cái này nó nằm ở trong cái bộ trong đối thì phải. Chúng tôi nhớ mãi nhưng mà chúng tôi không có chua, tại vì nó có cái chữ là ru băng ru bạc khảnh thô, ru băng ru bạc khảnh thô được gọi là sắc, có phải là sắc quẩn không? Thì cái câu trả lời là gì, lô gì ru băng thì chúng tôi không nhớ, tại vì chúng tôi không nhớ rõ nên chúng tôi không có dám trả lời cái câu của Dung. Thì có những cái loại là sắc nhưng không phải là sắc quẩn, có những loại là sắc là sắc cũng đúng mà sắc quẩn không đúng. Đấy, chúng tôi về coi lại khảnh thái gia ma cả thế này, nếu mà đúng điều đó thì từng tới tôi trả lời, chứ còn
À, bởi vì lúc đó là chúng tôi học Pali không à, chứ không học cái tiếng Việt đó chúng tôi không biết. Nó là cái bằng ý là cái gì thì chúng tôi không có rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của Ngài. Như vậy là câu này mình để tuần xa thôi quý vị, để Ngài về Ngài tra sắp tại. Sa thú Ngài. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng có thể chat lên màn hình để Nguyên Như sẽ đọc cho quý vị, hoặc là quý vị có thể giơ tay để hỏi trực tiếp. Dạ, Nguyên xin mời anh Kevin ạ. Nam mô Phật Thà, dạ, Nam mô Tam Mà, dạ, Nam mô Sang Ca, dạ. Dạ, con kính hỏi Ngài về cái kinh nghiệm của Ngài làm sao để mà bớt cái thắc niệm. Chắc lúc Ngài, lúc trước khi Ngài đi tu, chắc Ngài cũng có thắc niệm. Nhưng mà rồi Ngài, sau đó Ngài học được chánh pháp và Ngài từ từ bớt được cái thắc niệm. Vậy xin hỏi Ngài, xin Ngài chia sẻ cho chúng con biết Ngài hành như thế nào để mà bớt cái thắc niệm. Dạ, con kính tri ân Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bà chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, chỉ cách duy nhất hành thiền tứ niệm xứ thôi. Nhưng mà hành thiền tứ niệm xứ là phải vô trong trường thiền, lựa ông thiền sư đàng hoàng để ông dạy mình những cái technique. Ví dụ bữa nào mình lên rồi mình có bị cái gì á, thì ông sẽ có cái những cái cách để ông giải thích cho ông biết. Nếu mà cần thì phải làm gì nó chứ không phải ấy, đó là phải nhờ vào cái cỡ đó. Chứ còn bây giờ mình không có hành, bởi vì cái nơi mà để tạo niệm thì có bài kinh tứ niệm xứ là bảo đảm nhất thôi, chứ không có nói đến cái nào khác. Bởi vì còn nếu không thì rất là khó ha. Ngay cả mình hành thiền hành thiện vậy đó, bởi vì khởi đầu cái chữ đó là gì, a ta bi sống và cha nô sa ti ma, ba cái pháp để mình hành thiền đó, thì phải tập hạ thủ công phu. Nhưng mà giống như chúng tôi nói hồi nãy đó, quý vị vô cái chỗ nào đó để tìm cái gì thì sư mà học cái đó thì ít nhất là ông thầy sư đó ông sẽ cho quý vị hành cái gì, chứ mình không nên là cái đó nó dễ của mình cứ hành. Thường thường thì quý vị muốn hành những cái điều gì mà làm cho cái niệm mà nó có bắt đầu nó có năng lực đó, thì nó nhớ cái bài mà Đức Phật dạy cho tất cả chư tăng, nghĩa là vừa mới tu mà vô đó, đó. Rồi kê xả lô mà nó khả thanh ta tại chỗ đó, thốc lòng bóng đằng già đó. Rồi quý vị cứ hành cái đó mà tới nơi tới chốn thì bảo đảm là cái niệm nó có năng lực liền. Tức là một tuần đầu đầu xuôi, tuần hai đầu ngược, tuần thứ ba vừa xuôi vừa ngược. Rồi tuần thứ tư, năm cái một cái tiếp một tuần, rồi tuần tiếp nữa là đọc ngược, tuần tiếp nữa đọc xuôi đọc ngược, mà đọc cho khi nào đủ ba mai để được vậy đó, mà nhắm mắt mà đọc không lộn, giống không có lộn gì, tưởng như đọc thần chú thì đâu có cái niệm là nó có năng lực ghê lắm. Và tập thì biết liền cái đó là Đức Phật dạy cho tất cả những cái vị nào trở thành tỳ kheo trong ngày đầu tiên là hành cái bài đó, bài ba mai trước đó. Nhưng mà thường là năm cái pháp đó là ông sư nào cũng phải tập đó. Có nhiều ông sư tập vài bữa bỏ là không có tập gì hết, là làm đâu quên đó. Nhưng mà cái vị nào tập tới nơi tới chốn này, cái niệm nó có năng lực về lắm. Thì quên muốn có niệm thì cứ tập thử cái đó đi, mà thấy được đó. Thường thường là nên đọc Pali, bởi Pali đó nếu quý vị nên nhớ đó là cái ngôn ngữ nó có năng lực ghê gớm lắm. Vậy ta đọc cái đó. Chứ còn ngay cả quý vị mà học gì pháp rồi này kia xong mà quý vị đọc tiếng Việt á, nhiều khi nó cái sự mà đưa tới cái nhớ đó nó không có bằng. Thường là thường thường bên Thái là bắt học vào đàn hồi chúng tôi tới Thái, chúng tôi đâu biết tiếng Thái đâu. Nhưng mà khi ghi danh thì học nó cũng đều hoặc đọc tiếng Bali hết, chứ không có ấy. Rồi đọc Bali xong rồi ông thầy ông mới dựa vào Bali ông giảng là tiếng Thái đó.
thì mình chỉ thâu về rồi mình coi lại, mình nghiên cứu lần thì nó thông rồi. Ví dụ như bây giờ cái mấy cái đó nó không có khó, ngay cả những cái tâm đạo, tâm quả, những cái tâm đạo đi, tâm đạo nó có hai loại mà quý vị không để ý là quý vị đọc có thể đặt. Ví dụ loại thứ nhất có của cái vị mà sơ quả mà không có đắc thiền chứ không phải chưa đắc tới đó là mà không có đắc thiền, không có hành thiền trước á, thì câu đó ngắn rồi, nói tới bậc sơ đạo nó ngắn rồi. Tức là quý tất cả quý cha ra bị tỳ sục hệ cách cái ta xảy tăng sổ ta bạch tiện mất cách chỉ tăng, rồi sau đó quý vị nghiên cứu, quý vị hiểu cái gì liền nó dễ. Còn nếu mà cái vị mà sơ đạo mà đắc thiền trước á, nó khác chỗ này. Quý tất cả quý cha ra bị tỳ sục hệ cách cái ta xảy tăng bạch mất cha ná sổ ta bạch tiện mất cách chỉ tăng, hai cái nó khác nhau. Cái không đắc thiền ngắn hơn cái đắc thiền. Đó, sơ đạo mà không đắc thiền á là quý tất cả quý cha ra bi tỳ sục hệ e trạch cái ta sẽ tăng sổ ta và tỳ mất cách chỉ tăng một thời ngắn. Còn sơ đạo mà đắc thiền là quý tất cả quý cha ra bi tỳ sục hệ e trạch cái ta sẽ tăng ba tham mất cha ná sổ ta và tỳ mất cách chỉ tăng. Đó, khác nhau. Rồi quý vị đọc cái đó quý vị phân biệt nó dễ. Ráng cố gắng đi mấy cái danh từ đó lúc bà đi lắm. Chứ đâu có nhiều ba mai báo đây trời quan trọng lần nó nằm cái thôi. Kỳ xã lô ma nó khả thân ta tại châu, kỳ xã lô ma nó khả thân tại châu, kỳ xã lô ma nó khả thân ta tại châu. Rồi từng sao đọc ngược lại, tại châu khanh ta nó khả lô ma kỳ xã. Đọc lại luôn vậy. Rồi từ từ nó niệm nó có năng lực thôi. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài với chị Hà. Dạ chiếc lá mùa xuân đã có câu bàn tay đưa lên, Nguyên Như xin kính mời em nha. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức và sư Pháp Trang và đạo tràng. Con xin hỏi ngài Liễu Tông là khi mà ngài nhắc tới đắc thiền á, sơ đạo mà đắc thiền á, có phải là ngài ý ngài nói là đắc thiền vô sắc hoặc là vô sắc giới không ạ? Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn thì giả kính thưa gì thì đắc sơ thiền nó khác đắc nhị thiền tam thiền tùy theo chứ. Sơ đạo có thể đắc sơ thiền, sơ đạo thấy đắc nhị thiền, sơ đạo thấy tam thiền, đạo có thể tứ thiền hoặc sơ đạo đắc ngũ thiền. Chứ đâu có phải vô sắc sắc giới đâu. Đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thiền nó có tất cả chín loại, nhưng mà thường người ta nói trong cái các tâm đạo, tâm quả, ta nói chung là ngũ thiền thôi. Sơ thiền thứ năm thôi, đó thuộc về thiền sắc giới. Có những vị đắc thiền siêu vô sắc nhưng mà cũng gọi là ngũ thiền. Bởi vì ngũ thiền sắc giới thì nó khác ngũ thiền vô sắc. Ngũ thiền vô sắc nó có bốn chuyện. Quý vị mai mốt học với kinh Nguyên Đa tới đó thì hỏi ông giải thích cho nghe. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị đạo hữu có thể giơ bàn tay của mình lên hoặc là có thể chat để Nguyên Như đọc tên cho quý vị ạ. Dạ. Dạ, trong thời gian chờ đạo tràng có câu hỏi, Nguyên Như xin kính quay trở lại cái câu hỏi của anh Mỹ hồi nãy thưa ngài là ngài dạy cái về cái tóc móng răng da. Như vậy thì tụi con sẽ đọc bằng, nếu mà tụi con muốn tập á, thì tụi con có thể đọc bằng tiếng Pali. Như vậy là chỉ có tóc lông móng răng da thôi hay là mình đọc hết tất cả các thể trược? Là phần thứ nhất, phần thứ nhì là khi mà mình đọc á, thì mình mới quán á, tóc thì mình nghĩ tới tóc hay là mình chỉ đọc theo cái từ Pali? Thưa ngài có thể chỉ cho chúng ta con thêm một số chi tiết thêm. Dạ con xin chân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Đọc nó chia làm từng đoạn chứ đâu có ấy đâu, từng đoạn. Đoạn đầu tuần lễ đầu á, năm cái đọc xuôi,
tuần lễ thứ hai năm cái đó đọc ngược, tuần lễ thứ ba năm cái đó đọc xuôi, rồi ngược, nghĩa là chỉ đọc cái đó không thôi chứ không có cái gì khác đó, cái đọc năm cái chữ đó xuôi ngược rồi xuôi ngược, ha. Rồi cái tuần lễ thứ tư đó thêm năm cái nữa, chừng nào đủ qua mai thôi, là đọc xuôi đọc ngược vậy đó. Sau cái đó xong xuôi rồi mình thuộc lòng, mình thuộc đàng hoàng, kim sùng mới bắt đầu. Khi mà đọc lại đó, đọc kê xả là phải nghĩ tới cái từ cái chân tóc tới ngọn tóc, hình ảnh hình dáng của nó đó. Đọc đó, đọc tới cái khác cũng vậy đó. Rồi mình nghĩ vậy đó, thành ra đọc mà ba mai để được, đọc không là tổng cộng 6 tháng ở đó. Không phải dễ đâu. À, hỏi đọc như vậy mà niệm không có thôi chứ. Thôi tục xe rong cho rồi. À, nó đọc như vậy đó. Rồi tất đọc đi. Sau tháo tháng là đọc từng chữ mà quán vậy đó, quán cho nó rõ ràng. Làm cho cái niệm nó mạnh. Mà cái đó sự nào cũng phải thử cái đó chứ không phải. Bởi vì cái đó là điều kiện bắt buộc. Đức Phật bắt buộc cho cái gì mà mới tu vô làm tiền heo mà. Đó. À, tối ngày cái lầm bầm cái xã lông ma nó cả thành ta đại châu một tuần, là tuần thứ hai là đại châu thành ta nó cả lông ma cây xã, rồi tuần thứ ba là cây xã lông ma nó cả thành ta đại châu thành ta nó cả lông ma cây xã vậy đó. À, cho nó thuộc lòng không có dấp gì đâu, đúng 32 cái loại thể được đó, rồi tới mới bắt đầu là mình đọc, nhưng mà cái tâm mình phải theo, đọc rất là chậm, kê xả, nghĩ nguyên cái đoạn, cái thao tóc rồi cái chân cái dính dưới đầu cái ngọn nó vậy lắm. Thành ra, bởi vì lý do đó, như vậy nên nhớ đó, cái 32 thể trược thì nó nằm trong niệm thân, thân quán niệm xứ. Nhưng mà cái loại mà 32 thể trược đó, quý vị nếu mà hành, với đều kê xả lô ma nó khả đó, kê xả đó, mà nếu mà cái niêm mít cái tướng trạng của nó đó là màu, ví dụ như tóc của cô Nguyên Như màu, mà lỡ bữa nào buồn buồn ấy nhùm nó thì ở trong đen ngoài trắng đó, hay trong trắng ngoài đen chứ đó, thì nó có là màu, thì cái màu đó, đó có thể hành cái thiền mà thiền chỉ. Thiền chỉ cái thiền đó gọi là Kasina đó, Kasina. Kasina. Thì có thể đắc từ thiền thứ nhất tới ngũ thiền. Nếu mà mình không có cái cơ hội để mình hành thiền minh sát, hay là mình không có cái ba la mật về thiền minh sát, thì cây xả đó có thể đắc. Đấy. Nhưng mà nếu mình tụng cây xả mà cái miếng nó phát sanh là cái dạng bất mỹ, tức là dơ này kia rồi đó, thì có thể hành cái pháp mà bất mỹ, xuất phát cam mà làm, tức là đắc sơ thiền. Nhưng mà nếu mà cái vị đó mà ba la mật mà học nhiều duy pháp, hành nhiều về thiền tới chứ đó, thì khi mình đếm cây xả thì cái tướng trạng của nó là cứng hay mềm. Mà khi tướng trạng cứng hay mềm thì có thể hành thiền mình chắc đi thẳng lên. Thành ra đó là một cái những cái đề mục mà rất là có nhiều lợi ích. Có thể hành thiền chỉ được, có thể hành thiền minh sát được. Thành ra có nhiều vậy, chỉ cần cây xả lô ma nó khả anh ta cho thì vẫn đắc đạo quả như thường. Có nhiều cái gì cũng cây xả lô ma nó khả anh ta tại cho, nhưng mà đắc sơ thiền hoặc nhiều khi gọi là nhị thiền tam thiền là tùy theo. Tùy hơn nếu nó hiện ra. Nó có rất nhiều cái lợi ích như vậy chứ không phải là mình cứ nghĩ là ôi mấy cái đó còn thua gì, không có đâu quý vị. Quý vị hạ thủ công vụ rồi quý vị sẽ thấy những cái lợi ích của nó. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thầy và Nguyên Như, con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Và nếu mà ngài nói như vậy á, thì tụi con xem lời của ngài rồi tụi con tự tập được, tụi con thấy cái nó cũng rất là basic, rất là đơn giản. Tụi con đâu có cần mà phải gặp thiền sư để chỉ cho con, tụi con đâu phải không thầy? Giống như tối nay lớp học của mình ngày nào cũng người nào cũng có thể về để mà tập cái này được hết. Và con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn này, và kính thưa cho quý vị, mình nên nhớ cái là tại sao cái đoạn đầu đó mình cần có một thiền sư để chỉ hướng dẫn mình, là tại sao mình cần là nhiều khi những cái niêm mít đó nó không phải là niêm mít thứ thiệt. Mình nhớ chuyện đó, cái đầu nó hiện ra thứ thiệt,
nghĩa là mình cái tâm mình nó vừa bắt đầu nó định, nó hiện ra những cái nguyên niêm mít đó, nhưng mà rất tiếc là mình còn phiền não nó vô nó chập chụp cái đó dính cứng là coi chừng. Thành ra khi mình cần cái một cái gì thì thiền sư đó là tại để mình trình pháp, mình thấy nó, mình nói bữa đó bữa hôm qua con thấy như vậy nhưng sao bữa nay con thấy nơi khác, ông thiền sư có kinh nghiệm ông sẽ giải thích tại sao mà ông biểu mình nên theo hay không nên theo. Quý vị nên nhớ đó, quý vị hành thiền minh sát đó, nghĩa là tới cái năng lực á, năng lực mà có thể mà đi thẳng được mà lúc đó không cần thầy đó là phải qua cái tệ thứ tư. Nhớ tệ thứ tư, tệ thứ tư là gì? Thấy giáp giá nhà ná, tức là tệ thấy sanh diệt cách rõ ràng đó, thì phải qua cái tệ đó thì mới chắc chắn, chưa qua tệ đó không có chắc chắn, tại sao phải qua cái tệ đó? Bởi vì đoạn đầu của tệ thứ tư đó nó có cái gọi là quý bạch sanu bạch kỳ lê xạ, tức là 10 cái phiền não minh sát. Mà quý vị dính cái 10 phiền não minh sát mà không có thầy rồi, thế quý vị thấy đã, thí dụ thấy ánh sáng là thấy ngồi người bay bay đã quá ra cái mình thôi đắc rồi đó, đắc rồi thì đi luôn đó. Thì ông thiền sư cũng sẽ kéo mình lại. Thành ra mấy cái chuyện mà mình thấy nó dễ, không phải không phải do cố nó khoảng cái gì khó đó, nhưng mà cái bắt đầu mà nó có triệu chứng, có những cái niêm mít vậy đó, thì cái phiền não của mình sát nó chung vô, thì cái đó là phải cần thầy là người có kinh nghiệm, chứ mình đâu có kinh nghiệm đâu. Mình ngồi thấy đã quá, ngồi thấy mát mát rồi, hoặc là nổi da gà rồi này kia, ông sùng nó thấy đã quá, tưởng thứ thiệt, chưa chắc. Bởi vì thế nô và kia là xã. Quý vị nên nhớ tại sao đa số các thiền sinh lầm lẫn ở tại thân. Bởi vì là thế nô và kia là chính cái đầu tiên là thiện pháp. Chỉ có cái thứ 10 mới là ác pháp thôi. Nghĩa là một trong chín cái đầu tiên nó phát sinh là cái thứ 10 đó, anh nhạo vô, anh nắm cứng là bởi cái thứ 10 là cái ác pháp. Đó, chỉ cần cái nhỏ như vậy thôi đó là mình xong, kể xong. Thành ra cần con thầy là vậy. Nó thế nhưng qua cái đó rồi điên mình thảnh thơi. Mình nhớ gì đó, đừng coi cái gì vậy chứ. Nhiều khi là mình nghĩa là hơi dễ vui, hoặc là hưởng được tự nhiên, được hưởng cái lạc mà chưa từng có trong đời này, chết là cái chắc. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, nguyên như con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ bạch ngài, con thấy nhiều khi mình vừa mới vào đạo mình tu rồi mình hành thiền, thì cái số lượng người mà mới vào đạo tu đó bạch ngài, họ nghĩ họ đắc nhiều hơn là những cái vị mà tu giống như 5, 6, 70 năm sau. Họ tu càng lâu đó, thì họ thấy họ không có đắc gì hết. Còn tại sao mà người mới tu cứ tưởng là mình đắc rồi vậy thưa ngài? Dạ con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Bởi cái người mới vô thường thường đó là cái sự an tịnh của thân á, và của tâm á, nó nhanh lắm. Mình cả ở ngoài cái đời mình chật lộn mình không thấy, nhưng mình vô mình ngồi cái tâm mình ở trong cái đối tượng gì nhất nó nhanh lắm. Nghĩa là người mình thảnh thơi dữ lắm, nhiều khi ngồi vậy chứ cứ tưởng là cái mông mình hỏng mà mặt đất không à. Bởi nó nhẹ nhàng vậy lắm. Người ta mới tưởng ngầm, mình tưởng lầm chứ không có gì đó. Thành nên lúc đầu lần nào vậy là sư nhắc nhở là phải nên có ông thiền sư. Ông sẽ kêu mình lại, ông sẽ gọi mình lại, chứ còn không là mình đi là không biết, không có ngày về đó. Nói cho quý vị biết chứ đừng có ấy. Cái thứ hai đó, quý vị nên nhớ sư thuyết pháp đây có thể sư không có đắc, nhưng mà cái người nghe đông rung này có thể đắc. Đó, mình nhớ chuyện đó, người nghe đắc nhưng mà người thuyết không đắc. Và trong kinh điển cũng rõ ràng, quý vị tìm trong kinh điển người nào đương thuyết mà đắc là không có, mà người nghe người đắc. Tại sao? Lý do tại sao người nghe đắc? Tại vì người nghe nếu mà cái ba la mật đầy đủ và có sự hiểu biết về pháp học đó, người ta nghe cái câu đó người ta có thể người ta không nghe thêm cái lời ông giảng sư giải, mà người ta dùng cái điều mà vừa nghe đó, ta đem ra ta quán theo cái kiểu danh sách mà người ta đã từng học hay là đã từng có kinh. Thì khi mà nó dẫn cái tâm mình mà nó được
nó qua danh sách rồi, nó có thể đi rất là xa và đi rất là nhanh. Còn ông thiền sư, ông giảng sư, ông đang dạy đó là ông dùng chế định chứ ông không dùng thực tính pháp được. Ông dùng chế định để ông diễn giải cái này cái nọ cho cái người nghe, cho cần sinh nào tưởng ngồi đây nghe, thành ra ông không có khả năng để ông thấy thực tính pháp được. Bởi vì là ông đương nói một cái thực tính pháp mà nó phát sanh là ông cà lâm liền. Rồi ấy. Còn không khi người nghe tới giàu rằng nghe cái chế định pháp nhưng mà vẫn có thể dẫn tới thực tính pháp được. À, nên nhớ chuyện đó. Thành ra vô ngồi yên lặng chịu khó định tâm lại đàng hoàng nghe, chứ đừng có nghe mà ngồi nghĩ tào lao này kia xong thì không bao giờ đắc đâu. À, đừng có bao giờ nghĩ cái tâm mà ở trong cái lời giảng của ông sư rồi mình chịu vào cái lời đó đó để coi mình bắt được thực tính pháp hay không. Nếu bắt được thực tính pháp mình có thể mình ngồi yên cho đó mình quán xét về thực tính pháp liên tục được. Đó. Thành ra cái người nghe bao giờ cũng đắc, dễ hơn cái người thiết. Cái người thiết không có đắc được, nhất là trong lúc thiết là không có đắc được. Vậy đừng nói, đừng dùng chế định nói mà tự nhiên cái trong cái câu những cái câu chế định đó, nó xuất hiện một cái loại thực tính pháp nào đó, đừng nói nó rõ ràng, ví dụ như là bản chất của lửa hay là bản chất của gió gì mà nó xuất lên một cái là bảo đảm gì cái gì giảng sư đã cà lâm rồi chứ làm sao nói được. Mãi cà lâm hoặc là đường đó đó đến cái là trong rung nó hết nghe rồi à, phải nghe trở lại thì làm thì đâu có thời gian đâu quán gì với tiệm nữa, thấy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xà thú và con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ thưa ngài, con thấy có một câu hỏi của anh Ca Vinh. Thưa ngài, ngài có khóa thiền cho người sơ cơ không ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị, sư là người sơ sa cơ thì làm sao có đủ tư cách để dạy người sơ cơ khóa thiền? Sư không phải thiền sư đâu, đừng hỏi gì hỏi đó trật nè. Sư không phải là thiền sư, không bao giờ mà dám mở khóa thiền dạy cái người tới học chưa điên là mình đã điên rồi. Mà Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xà thú lời dạy của ngài. Nguyên như xin kính mời chư vị, có thể bây giờ mình cũng còn có nửa tiếng nữa thôi. Dạ, thời gian còn rất là ít. Quý vị có thể chat lên để Nguyên Như đọc cho ngài trả lời, hoặc quý vị có thể là đưa bàn tay xinh đẹp của mình, Nguyên Như xin nhiều nick cho quý vị đặt câu hỏi trực tiếp với ngài ạ. Trong thời gian mà chờ đạo tràng, Nguyên Như có một câu hỏi, con xin kính hỏi với ngài. Khi mà Đức Phật dạy cho mình hành thiền, thưa ngài, thì ngài nói là Đức Phật dạy làm vị tỳ kheo sẽ đi vô một cái căn nhà trống hoặc là trong khu rừng vắng, rồi để mà xếp và chân kiết già, rồi để niệm trước mặt, rồi ngồi quán. Thì cái đó là mình nên là đi một mình, không có ai hết để mà mình tu. Thì khi mà con lên chùa thì chư Tăng lại nói mình tu một mình nó không bao giờ được hết, mà mình phải tu có bầy, có bạn, có bè, rồi mình rủ nguyên một đám vô rồi mình mới ngồi mình tu. Thì cả hai cái câu hỏi đó, cái câu trả lời và lời giải đó có phải là nó conflict, nó có thể ngược lại với nhau, hay là nó đúng trong điều kiện nào, thưa ngài? Dạ xin ngài giải thích cho con và đạo tràng cùng hiểu thêm về ý này ạ. Dạ. Con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó lời dạy của Đức Phật bây giờ cũng chắc chắn quý vị thử biết liền à. Nhưng mà trước khi đi vô đó đó, tức là phải Đức Phật dạy cho cái đó là cho chư tăng làm tiêu chuẩn. Trước khi mà giờ khu rừng quan ngôi nhà vẫn phải ở thầy tế độ 5 năm, học hết tất cả những cái điều gì cần học, nên nhớ chuyện đó. Chứ không phải là tu xong rồi ngồi buồn, ngồi làm gì đó không biết, chờ đủ 5 năm đi dọt vô rừng. Cái đó mũi cắn cũng chết nữa, chứ đừng nói cọp eo gì. Nhưng mà khi mình vô rồi, trong đó rồi đó, là mình đóng cả năm cửa, chỉ có mở một lộ thôi, tức là ý mà thôi. Thành ra mình có thể mình quan sát một đối tượng từ A tới Z được. Chứ còn nếu không, nó mình đương ngồi
mình quán cái thì nó vô lỗ tai, rồi nó vô mắt. Ừ. Thường thường ở rừng nó chỉ vô được có lỗ tai thôi, chứ không vô mắt. Vô lỗ tai lâu lâu rồi nó thú rừng thú dữ nó rống lên rồi này kia không sao đó. Cái thứ hai nữa đó, có nhiều cái gì vô rừng ở không được, tại vì đóng cái cửa ý thì phải đóng cửa ý tại sợ ma đó. Sợ ma mà cái gì cho vô trong đó lúc nào cũng sợ đó. Chúng tôi hồi mới vô vậy, chúng ta cái hạ thứ bảy chúng tôi vô rừng bên cạnh cái chỗ mình ở đó, nó có cái gốc cây. Gốc cây thì không có để làm gì đó, đi từ bệnh viện ăn xong cái rửa cái bát cái để nó phơi cho nó khô, tối trước ngủ lấy vô cái liều, chỉ có vậy thôi. Ngày bữa đó Tào Tháo rửa bất tử nửa khuya, dở cái đồ mà tôi gia đồng tử nó đi cống đại đó, hay hướng đạo rồi đó. Đó cái liều đó, mới dở liều ra thấy cái gốc cây đó giật mình luôn, giật mình không biết mình tên gì chứ không có giận đâu, bởi vì bất chợt ra mình không có niệm là giật mình liền chứ không nói thế nào. Ngày sau sáng hôm sau đi từ bệnh về qua hỏi cái ông ở gần đó đó, hỏi là tôi thấy đó sao tôi sợ không biết tại sao. Ông nói ông giật mình là đỡ, hồi xưa tôi thấy là tôi bỏ chạy đó. Tại tôi thấy cái người ngồi nhúng nhích, nhưng mà dòm nghĩ lại không ai nhúng nhích đó, cái gốc cây. Chứ không giận đâu quý vị, bởi vì vô rừng đầu tiên mà nghĩa là chưa có nhiều kinh nghiệm đó. Nghĩa là tưởng không người lái 100%, thấy cái gì cũng tưởng hết, tưởng tầm bậy đó. Là những cái kinh nghiệm rất là xương máu như bây giờ nó. Nhưng mà khi mà nó yên cái đó rồi đó, người nó rất là thoải mái, người rất thoải mái. Bởi vì nó xung quanh nó không có tiếng động, mình ở mình không có tiếng động, chim kêu giận hú gì không có ở mình vậy. Thành ra cái người mà vô rừng nó dễ tâm nó dễ thanh tịnh hơn là người ở ngoài thì vậy. Nhưng mà với điều kiện là phải học hết bao nhiêu chuyện chứ. Quý vị biết á, cái quyển cái bộ tâm trạng của Thái là 45 quyển, cộng thêm chiêu giải là 90 quyển. Mà cái người mà đi vô rừng 5 năm trước khi đi vô rừng mà ông thầy tế độ không cho đi đó, trong vòng 5 năm đó phải học nhiều pháp, học nhiều hành đó. Tối thiểu phải 25 quyển, mà nhớ gì đó, 25 quyển đó cộng thêm chiêu giải nữa. Là những cái mà liên quan tới pháp học, pháp hành hay ở mình như thế nào đó phải học hết. Thành ra vô đó mới chắc chắn. Nhưng mà có cái sợ ma thì không ai cấm được. Có nhiều người vô xong mà bỏ luôn à. Tại có những cái chuyện nó xảy ra mình không biết nó thiệt hay nó giả. Kể như quý vị nghe chơi vui mới biết nó thiệt hay giả. Có cái ông vô ông ở cách cái liều của chúng tôi đó, hai ba liều vậy đó. Ông tinh tấn lắm mà bữa đó ông đi từ bệnh về cái ông không ăn mà ông qua ông lết qua ông hỏi tụi tôi. Ông hỏi chứ hồi nãy có ai để bát ngoài đó không? Ông nói ôi cha nội, ở ngoài này rừng rú giữa rừng mà ai mà để bát, mình phải đi vô tới chợ rồi mới có kìa, không thấy ngày nào tôi với mấy ông đi đâu thấy. Cái ông nói vậy, ông lên nói với ông cả gì đó, cái ông cuốn gói ông về mà ông trốn ông đi mất. Mấy bữa sau lên trình pháp lên hỏi ông cả là gì vậy? Ông nói là ông có cái cô gái đứng trước cái cổng dân đồ ăn cho ông. Ông lên hỏi ông cả thì ông cả ông nói hồi xưa lâu rồi mấy chục năm về trước có một cô gái cô không nêu sư nào đó kêu ra cô trèo cổ ngoài cổng á. Ông nghe vậy ông bỏ đi thêm vô. Bây giờ thấy rùng rợn cái chắc phải chị nghe không phải đã dậy rồi đó chứ đừng có nói chị giận. Nó nhiều chuyện chứ lắm. Anh ở rừng được là sở dĩ mà nó đường này được nọ rất là ấy, là bởi vì cái tâm mà nó khi mà thanh tịnh rồi nói chuyện đó thì nhỏ. Nhưng mà còn ở trong chùa, trong thành phố hết chuyện này. Bữa nay ta mời tụng kinh, ngày mới ta tụng đi làm này làm nọ, bởi vì quý vị biết được phiền lắm.
Mỗi lần mà đâu phải dễ ở bên Thái. Mỗi lần mời đi đồng kinh là phải có lý do mới từ chối được, chứ không ấy cũng không có từ chối được, chứ không phải giỡn được. Thành ra nó khổ lắm, thành ra vô rừng là thấy đời nó vất vả lắm. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ con thấy chiếc lá mùa xuân có câu hỏi. Dạ thưa Ngài, sao đắc đạo quả mà không đắc thiền nghĩa là sao ạ? Là gì ạ? Dạ con xin dâng bích lại cho Ngài ạ. Nam mô Bích Thầy giá. Kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị. Cái người mà đắc đạo quả đó, cái cách tu có ba đó. Thứ nhất là tu thiện minh sát từ đầu tới đuôi, vô là thiện minh sát thôi. Thành ra người đó khi mà đắc đạo quả thì không có đắc thiện. Còn cái người thứ hai đó là hành thiền trước, hành thiền khi mà đắc thiền rồi mới bắt đầu hành để đắc đạo đắc quả. Đó. Hành thiền trước đắc đạo quả sau. Còn cái hạng thứ ba đó như gọi là vú khá nành thá quy hoạch sinh, tức là song hành minh sát. Tức là những cái vị mà hành thiền chuyển thời gian, hành thiền minh sát thời gian, hành như vậy đó. Thành ra khi cái vị mà gọi là song hành minh sát này là khi mà đắc đạo quả có thể nhập thiền diệt được. Còn hai cái hạng kia thì nhập thiền diệt không được, chỉ nhập thiền chỉ hoặc thiền quả thôi chứ không có nhập thiền diệt được. Thành ra ba cái hạng để đắc đạo quả là vậy đó. Đắc đạo quả, thành ra quý vị mà muốn hành để đắc rồi có thể hành thiền nhập thiền diệt được đó, thì phải hành cái loại song hành minh sát vú khá nành thá quý bạch sanh à. Còn nếu quý vị không muốn đắc đạo thôi thì bắt chước nhà sẽ trí đó, hành đắc liền nhớ. Hành bao nhiêu đời thì chỉ lo mình sẽ minh sát không, kiếp này nghe Đức Phật dạy đắc liền. Còn có những cái gì rồi trồi tới trồi lui, cái tâm nó cái nó phóng hoài ra phải hành thì chỉ cho nó được thanh tịnh rồi mới qua thiền minh sát. Thành ra đó là cái vị mà đắc thiền trước rồi mới đắc đạo quả sao. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con xin tri thay đặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của Ngài. Dạ con thấy chị Hà có bàn tay đưa lên. Dạ vui như xin kính mời chị Hà. Dạ Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Tham Mạ giá. Nam mô Sân Khai giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông và đạo tràng. Dạ thưa Ngài, nãy Ngài có nói về cái vấn đề phải có giáo giáo lý trước, học Phật pháp trước thưa Ngài. Thì giống như tụi con có, nếu mà tụi con trước khi muốn hành thiền thì phải có giáo lý căn bản, thì xin hỏi Ngài là Ngài biết là tụi con có phải nên học cái căn bản thì học cái gì trước ạ, để có một cái vốn liếng giáo lý trước khi bắt đầu tu tập hành thiền tứ niệm xứ ạ. Dạ con kính tri ân Ngài, con xin giáo đức. Dạ con, ý con nói là cho hàng Phật tử thưa Ngài. Dạ con xin cho mất bạc. Nam mô Bố Thầy gia kính bà chư tôn này. Dạ kính thưa chư vị Phật tử ơi, chư tăng em quay học. Nhưng mà các căn bản để hiểu đó, ví dụ mình nói mình hành thiền minh sát thì cái tệ đầu tiên của thiền minh sát là gì? Tệ thấy danh sắc, phải không? Thì phải học tâm tâm sở sắc chứ từ đâu đúng không? Không phải hiểu rõ ràng rồi mới hạ thấu công phu mới thấy được. Chứ còn nếu mà mình nói mình không học rồi tới chừng tệ thấy danh sắc là thấy cái gì, phải không? Mình coi vào cái basic đó mình sẽ biết chứ. Tệ thứ nhất tệ thấy danh sắc, tệ thứ hai là thấy nhân duyên danh sắc mà này kim dùm đó. Thì nổi cái tệ đầu tiên mà mình muốn được đắc này đắc nọ cao hơn thì cái tệ đầu tiên mình phải qua. Mà tệ đầu tiên là đã tệ thấy danh sắc thì mình muốn danh sắc là cái gì? Tâm tâm sở sắc là danh sắc, thì phải học cho hiểu rõ mấy cái đó rồi mới tính chuyển hành được chứ. Chứ còn nếu mình học không thấy mấy cái đó rồi mình hành mình thấy gì, thấy không? Đó, thành ra cái hạ thủ công phu học mấy cái đó đi. Ở mấy trường thiền mà thứ thiệt, mà trường thiền ở trong rừng ở chân ngoài chúng tôi có nói ngoài rừng đó. Điều kiện mà họ nhận vô để hành cái trong cái trường thiền họ là phải học hết gì pháp trung cấp đó. Chứ không phải là họ không cần thiết mấy cái đó đâu, học hết gì pháp trung cấp.
tức là học hết cái thân pháp tập lý luận mà được giải thích đàng hoàng ở trên quay lấy. Còn nếu không học cái đó thì quý vị có hành cỡ nào thì cũng không đi tới đâu hết, bởi vì quý vị nên nhớ những cái gì mà thời Đức Phật đó, mà nghe mà ấy rồi đó, đắc đồ này kia dùng được, học nhiều đời nhiều kiếp, học những cái đó ta học hết, không ai thấy được mấy đó. Chứ mình đừng có nghĩ rồi ông đó ông nghe xong đắc mình cũng giống vậy, xin lỗi. Mỗi nào mỗi trong 45 năm cơ hoàng pháp của Đức Bổn Sư đó, buổi sáng ngài dùng vọng trí ngài quét cái vũ trụ này, buổi tối trước khi đi ngủ ngài quét vũ trụ là ngài coi ai có duyên để ngài tiếp ngài độ đời đó. Mà lúc đó nó phải nói hầu như trong room này ngoại trừ những bậc thánh này chúng tôi xin sám hối không dám đụng tới mấy ngài. Còn trong room này ngay cả chúng tôi với quý vị này kia ông sùng đó, lúc đó lặn sâu quá ngài quét không có trúng. Thì biết cái ba là một mình cỡ nào mình ngon lắm mà, phải không? Cứ nghĩ gì thôi, ba là một cỡ nào mà sáng thì quét là tối quét là quả nhất định không đụng mình, phải không? Bởi vì gặp Phật pháp sanh làm người là có, gặp Phật pháp là khó. Mình được sanh làm người mình được qua giờ khó thứ nhất, ham gặp được Phật pháp mà mình không trường học thì thôi khỏi miễn bàn này, nó miễn bàn. Quý vị nên nhớ đó, thời bây giờ đó nghĩa là cái tính cái người mà dẫu ngực xưng mình là Phật tử đó, tính cái người đó không á, nó quý vị biết bao nhiêu người không? Nó nghe sơ sơ cũng phải 500-600 triệu chứ ít. Mà quý vị có dịp quý vị đi phỏng vấn những người đó thôi, hỏi họ cũng nghe chứ cụ sa la thăm ma là gì không, thấy không? Không có bao nhiêu người nghe đó. Thì đừng có nói là mình có ba la mật đầy đủ, mình không có cái ba la mật nào đó. Bởi vì nếu mà có ba la mật là mình đã sanh cách đây 2000 năm rồi, tức là lúc Bồ Tát giải sanh là mình xuống đó mình cười mình ngồi mình chờ rồi. Chỉ còn ngài đắc đạo quả xong rồi ngài dùng cái dẫn trí ngài để tìm coi người nào có ấy ngài, mà tìm không đụng với mà quét không trụ đúng với mình thì thôi chứ. Anh đã chịu, anh đã, quý vị đừng có tưởng mình ngon nha. Tưởng mình ngon là cái diêm vương có cửa, còn đi ẻo eo lại là vô chảo đi nè. Đó, cho biết cái diêm vương phán chân cầu vô chảo đi. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ, con có một câu hỏi của đạo hữu Thâm Má Sá Vô mà con thấy tự nhiên cái nó mất tiêu cái đó rồi. Dạ, con thấy lại rồi. Con muốn đắc liền kiếp này thì phải sao thưa sư? Cái câu hỏi này con nghe có nhiều người hỏi lắm chứ không phải là riêng đạo hữu này. Xin ngài có thể trả lời cho chúng con ạ. Con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị. Bây giờ cái gì hỏi ra đó, cầm mic trả lời. Cái trong thực tính pháp thuộc về 37 phẩm trợ đạo có bao nhiêu loại, có bao nhiêu loại, chỉ trả lời câu đó không thì chúng tôi mới trả lời được cái câu hỏi của cái gì đó. Còn nếu mà trả lời không được xin hẹn kiếp sau. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú, chúng con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Như vậy là đạo hữu Thâm Má Sá Vô có thể giơ bàn tay của mình lên để trả lời cho ngài được không, hay là muốn hẹn lại kiếp sau? Dạ, Nguyên Như cũng đang thắc mắc ạ. Dạ, bạch ngài, con thấy im ru rồi, chắc không có giơ tay lên, bạch ngài. Dạ, Nguyên Như xin đọc câu hỏi kế tiếp của đạo hữu Như Thật. Bạch sư, đề mục quán thể trược có 32 phần, phải tu hết các phần đó hay chỉ tu một phần như tu chất đàm trong cơ thể được không, hay phải tu hết 32 phần? Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nếu mà gặp được Đức Phật thì ngài phải dạy tu phần nào thì tu phần đó. Còn bây giờ mình không có khả năng gặp với Đức Phật là cái vị có thể biết được cái tiền nghiệp của mình đó, thì phải tu 32, đúng 32 phần như vậy đó. Rồi tới cái phần nào mà nó phù hợp với cái tiền nghiệp của mình đó, thì nó dính chặt
nó dính vô cái thể mình nhiều hơn thì mình chưa lúc đó mới nên quán phần đó. Còn bây giờ mình chưa biết chắc, mà cái người mà biết chắc cái ấy của mình chỉ có Đức Phật mới biết mà thôi. Biết cái tệ gọi là yên thư vô thi giá và giác thị nha ná đó. Nha. Là biết ông này em học tới đâu rồi, giờ cần thiết cái gì thì ngài nói. Còn nếu mà ngài gặp mình mà ngài không thèm ngó thì biết là mình phải tu từ đầu chứ nói thế nào. Mô Bức Thầy Giá. Nam Mô Bức Thầy Giá. Dạ con xin tri ân thay mặt đạo tràng tri ân lời dạy của ngài. Dạ bây giờ như đã thấy bàn tay của Phật tử Tâm Phương. Dạ con xin mời cô ạ. À. Dạ Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, con kính định lễ ngài. Dạ có một đội hữu hiện ở trong rừng nhưng mà họ không có nói được, con xin đại diện đây là con nói là họ có hỏi một cái câu là dạ tại sao là Đức Phật á cho chư tăng mặc y mà lại một chỉ có một vai thôi, còn một vai để không, thì lý do vì sao mà là có khoác y như vậy? Dạ con kính nhân biết cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Lúc không làm gì đó thì chỉ cần kính như vậy là đủ kính rồi. Còn khi nào mà đi ra ngoài khỏi cái khu vực của mình là phải không kính mít chứ đâu có được phát dài đâu. Đó. Quý vị cái nhìn Đức Phật thì biết cái tượng Phật đó, mà nếu người ta làm để người ta để trong chánh điện đó, hay là để trong tháp trong đồ đó, thì cái tượng Phật đó người ta làm là hở vai trái, hay là không có vấn nghi vai trái. Còn cái tượng nào mà đứng để ngoài á, ngoài trống á, thì thường là phủ cả vai trái và phải hết chứ đâu có ấy đâu. Mình nhớ chuyện đó nha. Việt Nam mình không có để cái đó là nhiều khi để trong chánh điện cũng không kính mít, cái đó không phải. Trong cái nơi kính mà không kính mít gì nó nóng bá thở luôn. Mà anh chư tăng là ở trong cái khu viên của chùa đó, từ là mặt hở vai trái để cho người thoải mái, thoải mái. Chứ còn đi ra ngoài là phải không để hết. Bên Thái mà quý vị biết ông sư mà đi ra ngoài miếng điện ở Việt Nam vậy, không kính mít đi về là cái y là nó có bản đồ, có dấu bản đồ muối, có dấu bản đồ nè, mà nó nóng thầy chạy luôn. Thái là đi ra ngoài mà không có hồng kính là nó kêu lại liền, chứ không phải dễ đâu. Nó là lý do tại cái thời tiết bên miếng điện nó cũng nóng, nên nó ở trong chùa không phải làm gì để khỏi. Không có chừa dai vừa quấn lên cho nó khỏe vậy thôi. Abhidhamma quan thể với hệ tỳ động ma đều khác nhau. Bên Bắc truyền thì thường nó gọi danh tắc tức là duy thức học đó nha, không có. Còn chữ a tỳ động ma tức là Abhidhamma, đó là sau này họ mượn cái âm của chữ A Phía Thông Má họ mới âm ra thành A Tỳ Đạt Ma, chứ bên Bắc truyền họ chỉ có duy thức học thôi, chứ không có vi diệu pháp. Nên quý vị hãy học vi pháp tức là biết là trong cái hệ nguyên, mà hệ nguyên thủy thường là do là ba lần cái tập tâm tạng họ vẫn giữ từ đầu tới đuôi, giữ từ đầu tới đuôi hết. Đó là lời dạy của Đức Phật. Quý vị biết là ngay cả nghĩa là Phật giáo mà Đại Thừa đó, nó xuất hiện lúc khoảng Phật lịch 300 mấy thôi là đã có cái nhóm đó rồi. Nhưng mà thường hoạt động ở Bắc Ấn Độ nhiều, thành ra nó mới đi truyền thẳng qua cái Tây Tạng, rồi sau đó mới đi qua, lúc đó chưa qua tới Tàu đâu quý vị. Chưa qua tới Tàu đâu. Tại lý do đường hồi xưa là nó nguy hiểm, nó đồ dữ lắm. Nó chứ đâu phải đâu. Nhưng mà Tây Tạng thì từ đó là leo lên cái núi đó là đồng tới là Tây Tạng là cái người được hưởng cái Phật giáo Bắc truyền sớm nhất.
Nhưng mà tại vì có họ đã, họ theo cái một số cái hệ của miền Bắc mà thôi, lúc đó thì không có gọi Bắc truyền hay là Bắc tông vậy đó, mà họ gọi là mà nhà ná, tức là nhóm lớn. Còn bên đây là gọi hỷ ná nhà ná, tức là nhóm nhỏ, nhóm nhỏ. Rồi khi mà nó qua tới Tàu đó là nó mới cái loại ra cái vụ mà Nam Triền nó gọi là tiểu thưa là vậy đó ha. Bởi vì chữ hỷ ná quá cá là không có từ khởi đầu, nó không có nghĩa là tiểu hay đại gì đó, nhóm nhỏ. Còn bên đó là nhóm lớn, nhóm lớn. Thì cái họ có cái tập theo chúng tôi học trong Revision Comparative thì họ có cái tập một lần duy nhất mà thôi, cái tập lần duy nhất ở cũng gần cái chỗ mà có thể cái tập lần đầu tiên mà chợt dưỡng bắt chút. Rồi từ đó tới sau là chia 5-7. Hiện giờ cái hệ Bắc Triền nó có khoảng 120 mấy tông phái khác nhau, khác nhau. Từ Tây Tạng dài tới Tạo qua tới Bắc Hàn, Nam Hàn cho tới Nhật rồi này kêu dùng 120 mấy tông phái khác nhau. Còn hệ Nguyên Thủy thì tùy nước. Thái thì có hai tông thôi, còn Miến Điện thì tới 7 tông, ví dụ vậy đó. Nhưng mà thật sự đi giống nhau hết đó. Nó khác nhau ở chỗ là các hệ theo Nguyên Thủy đó, nó khác nhau ở chỗ là cái pháp về luật học đó hơi, nghĩa là nó hơi nghĩa là có cái thì gắt, có cái không gắt, nó khác nhau, khác nhau đó. Ví dụ như là ví dụ như bên Thái mà nó gọi là thâm ma dứt tùy ni ca giá là thì phải đi chân không, tiền bạc không được giữ gì hết này kim sùng, còn hãy ma mã ni ca giá thì được quyền đó. Thì bên Miến Điện cũng vậy, nó chia là do cái sự hành cái luật ấy, chứ còn pháp giống nhau, pháp với pháp là giống nhau, khác nhau luật. Thí dụ như bên Miến Điện đó là có những cái hệ đó là phải đi chân không ra đường, phải hồn phải ấy, không được leo lên xe bus xe gì, ta phải đi bộ hết. Còn có những cái hệ được cái này được kia, nó thành ra nó khác nhau cho đó thôi, chứ còn về luật pháp thì giống nhau hết. Còn khất sĩ thì cái đó là của Việt Nam mới có thôi, chứ còn mấy nước khác thì không có. Chúng ta tùy theo cái nơi xuất phát của nó không biết đó là cái gì. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tàu Hoàng Dạ Kinh Thừa Chư Thầy Sinh Nam Bích Sử Trong Đạo Tràng. Tất cả phước báo phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành. Thầy tất cả Chư Tàu Hoàng Dạ cùng cả Sư Nam Bích Sử Trong Đạo Tràng có đủ cơ hội để thần diệt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam Bích Thà Gia Nam Mô Thầm Mà Gia Nam Mô Sẵn Khai Gia Nam Mô Rất Tình Ất Thầy Gia Sạ.